Chị nói chung là tại sao em phải cần nhờ đến chương trình, tại em học ngoại ngữ nên là bạn nam thì ít lắm, toàn là nữ không à. Rồi em cũng khó tính một chút, với lại em có một đứa em trai là mới 4 tuổi thôi, đi đâu cũng kè kè theo em hết. Rồi em ở nhà là em chăm ăn uống ngủ nghỉ hết, nên là nhiều khi người ta nhìn vô ta tưởng em có con rồi. Ồ, 20 mấy tuổi, 23 tuổi mà em trai mới 4 tuổi à? Dạ. Hay quá ha. Em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh và chào tất cả khán giả. Em tên là Xuân Trinh, em năm nay 23 tuổi, em đến từ Đồng Nai. Và hiện tại em đang là tiếp tân kiêm hành chính văn phòng cho một công ty thức ăn chăn nuôi. Bạn nào? Bạn nào? Dạ, em tên là Trần Hoàng Thiện, em sinh ra lớn lên tại Đắk Lắk. Hiện tại em đang học tập và làm việc tại quận 7. Năm nay em 25 tuổi. Thôi để mình hỏi bạn nữ trước đi. Em có thể giới thiệu một chút xíu về năng lực của mình trước. Dạ, em giới thiệu ưu điểm của em trước là hiền, dễ thương, ngoan, lễ phép. Và nhược điểm thì khá là nhiều. Em khó ăn lắm, rồi dễ khóc lắm, khóc từ sáng đến chiều cũng được. Chuyện gì mà phải khóc từ sáng đến chiều? Giống như là em coi phim đi, em thấy cảm động xong cái em ngồi em khóc tức tụi luôn. Rồi 3-4 tháng sau mà em nghĩ lại cái bộ phim đó mà đúng vào cảm xúc em, khóc tiếp. Chị không tin là tại sao em phải cần nhờ đến chương trình? Tại em học ngoại ngữ nên là bạn nam thì ít lắm, toàn là nữ không à. Rồi em cũng khó tính một chút, với lại em có một đứa em trai là mới 4 tuổi thôi, đi đâu cũng kè kè theo em hết. Rồi em ở nhà là em chăm ăn uống ngủ nghỉ hết, nên là nhiều khi người ta nhìn vô ta tưởng em có con rồi. Ồ, 20 mấy tuổi, 23 tuổi mà em trai mới 4 tuổi à? Dạ. Hay quá ha. Đó là lý do bạn ấy ế. Còn bạn lý do nào mà ế? Xung quanh cái môi trường của em làm việc học thì cũng nhiều bạn nữ rất là dễ thương, nhưng mà cảm giác yêu là không có. Không có luôn, cảm giác. Dạ. Vậy thì bạn cần tìm cái người nào để đúng cảm giác như bạn. Cái mối tình đơn phương của em á đến rất là bất ngờ. Tức là em học trên trường và em thấy bạn đó lạ lạ, tự nhiên cái mình nhớ người đó hoài á. Vậy thì bạn có một cái tiêu chuẩn nào chứ không lẽ mình thấy là lạ là mình thương? Dạ, tiêu chuẩn của em thì người bạn nữ vui tính, hòa đồng, nói chung là tiểu thư mà không tiểu thư. Em nói rõ chi tiết một xíu đi, em bên đây hoang mang quá. Dạ, có những bạn nữ thì xuất thân gia đình cũng có giáo dục, gia giáo, có điều kiện nữa, nhưng mà ra đường người ta rất là sống hòa đồng, rất là gần gũi với bạn bè. Em thích những người bạn nữ đó. Mình hiểu rồi, tức là tiểu thư mà không tiểu thư. Thế bạn nữ mình có mối tình nào chưa? Dạ, em trải qua 2 mối tình rồi. Một mối tình thì hồi năm lớp 9 lận, còn mối tình thứ hai thì cách đây 2 năm. Thì ảnh hơn em là tới 10 tuổi lận, nên là cái quan điểm nhiều khi nó cũng hơi bất đồng với nhau á. Giờ 2 tuổi là vừa không? Dạ được. Nhưng bây giờ đối với mối tình này em muốn là bao giờ mới cưới được? Dạ thì em cũng chia sẻ với bạn nam luôn á, là bây giờ em đang đi làm nhưng mà em cũng có ý định là sẽ đi du học. Thì không biết là bạn nam thấy làm sao? Căng rồi nha. Căng à. Dạ, người bạn nữ có chí cầu tiến thì em cũng rất là ủng hộ. Nhưng mà còn phải xem thử người ta đi về đi bao lâu rồi về. Chứ em sợ là người ta ra ngoài đó rồi cái suy nghĩ người ta thay đổi á. Đúng rồi, ta nói xa mặt cách lòng đó. Dạ, cái này em chỉ mới là dự tính thôi chứ em cũng chưa có chắc là sẽ đi hay không. Được rồi, nếu mà về anh xem lại anh đi theo em được thì đi luôn. Ủa? Trời ơi, vụ này vui à. Anh này tôi chịu à. Rất là dễ thương. Dạ, em chào chị. Đi du học luôn. Có thể mình không cần thiết phải ra ngoài để đi học, có thể đi làm hoặc là đi du lịch hay cái thứ gì. Đúng đó. Đúng rồi, có nhiều việc mà. Cô này cô nói vậy thôi, hiểu không? Chứ thật ra nhiều khi kéo màn lên là bỏ ý định du học. Đó, ăn thua là cái năng lực của em thuyết phục làm sao cái tình yêu. Kéo màn lên bỏ đi du học đó. Có nóng tính không? Dạ có. Có ghen không? Xưa thì em có ghen, mà đã lâu lắm rồi chưa có bạn gái nên không biết mình có. Bây giờ ví dụ như mà tình cờ đang chạy trên đường thấy bóng dáng một anh nào đó chở một cô mà y chang cô bạn gái của mình, lúc đó em sẽ xử trí như thế nào? Lúc đó em trước tiên em sẽ xem cái người bạn trai là ai đã. Rượt theo, dí theo. Nếu mà mình thấy bình thường quá thì thôi kệ, đi đâu đi. Đó là nghĩ thôi, chứ còn khúc đó là chạy vô dí ép xe tấp vô lê. Làm dữ vậy? Tôi biết mà. Người ta cứ bình tĩnh chạy theo, xong đi ngang á, chào em khỏe không? Rồi thôi đi về. Như vậy nó hay hơn. Rồi từ từ tính. Bạn nữ có sợ bạn nam mà ghen như vậy bạn có chấp nhận không? Dạ, ghen nhưng mà có mức độ thôi, tại vì em cũng hay ghen. Em cũng ghen? Dạ. Em ghen sao? Ví dụ như là bạn trai mà đi chơi với em mà có tin nhắn hay là điện thoại đến mà không bắt máy hay là không nhắn tin mà giấu giấu giếm giếm là em nghi ngờ gì? Nghi là em làm gì? Em hỏi, em kêu cho em đặt tin nhắn với. Người ta không cho. Giận. Cái vụ tin nhắn này căng này nha, để tôi hỏi vụ tin nhắn này kìa. Dạ. Chào em. Dạ. Cái điện thoại là một cái vật vô tri vô giác, mà đôi khi chính cái điện thoại đó nó làm tan rã nhiều mối tình. Vậy thì cái chuyện đây hết sức là nhạy cảm. Không, cái này là khi nào mà em thấy là nghi lắm á thì mới đạp, chứ còn bình thường em sẽ không đụng vào điện thoại của bạn trai em. Không dễ thương. Anh ở kia cũng dễ thương lắm. Dạ à, dễ thương lắm. Hôm nay mình đi có ai đi theo ủng hộ mình không? Dạ có ba bạn. Ồ, ba bạn. Ơi, chào ba em. Dạ em chào chị Cát Tường, anh Quyền Linh với lại tất cả quý vị khán giả ở đây. Thấy cậu bên bển như thế nào? Dạ em thấy anh này nhìn cũng điển trai, nhìn mặt hiền, nói chuyện cũng vui vẻ nhưng mà hơi nhát một tí xíu, nhưng mà không sao. Trời, chưa chắc nhát đâu, nhiều khi hồi để coi mở màn lên là coi ào luôn. Bạn trai, bạn có đi với ai không? Dạ có cô em gái ruột của em, chị và những người bạn của em ở dưới. Dạ chào cô. Dạ xin chào Quyền Linh, dạ Cát Tường. Dạ thì theo tôi ấy, tôi nhận xét á, nhìn cô gái này cũng đẹp, cái đẹp là cái trời cho, còn cái duyên dáng mình tự tạo. Nhưng mà duyên dáng cô này cũng có cái tự tạo đó, nhưng còn cái việc mà đi đến hay không á thì không cái gì quý hơn độc lập tự chọn. Cảm ơn cô. Dạ cảm ơn cô. Cảm ơn người thân của hai họ đó. Bây giờ chúng ta kéo màn lên cho hai trẻ gặp nhau nào, mời các bạn. À, anh chào em. Dạ anh có quà tặng em. Dạ rồi em cảm ơn. Dạ. Cảm nhận về nhau thế nào khi mà bức màn kéo lên? Đầu tiên khi thấy em thì em rất là dễ thương. Anh hỏi em, muốn hỏi em câu đơn giản, em thấy anh có đen không? Dạ không đen lắm. Mà anh thấy em bình thường hay là lạ? Em thì hơi là lạ, gần được lạ rồi đó. Lạ làm sao anh? Lạ là hiếm thấy đó. Anh thấy về vấn đề du học của em thì sao anh? Chắc mình còn phải bàn lại đó. Nếu nói bây giờ mà sau này mình làm không đúng như vậy thì nó kỳ lắm. Dạ Bạn trai làm gì nữa không? Đàn sáo, ca hát, nhảy này kia. Rồi ca đi, giờ đứng lên ca bài cho nó tỉnh ca. Lên 2, 3, bắt đầu. Từ khi quen em, anh đã biết bối rối vì những lúc thoáng ngã cười. Anh đã biết con tim yêu em mất rồi. Này người yêu ơi, xin em chớ quên. Mùa xuân trên cao, ngàn hoa lá lấp lánh nắng. Nụ hôn thơ ngây chào em rồi. Em yêu kiều thiết tha, cho tình đắm say. Cuộc tình dài lâu, ngủ say, vòng tay em ái. Dạ thôi. Trời ơi, tôi tưởng không qua hát, quay qua hết sau lưng ra là vậy sao? Là sao? Thí dụ như là vòng tay em ái rồi hay là gì, tôi chờ đợi, tôi né qua một bên rồi, không làm được gì hết trơn. Dạ, trong kịch bản ở nhà thì em làm nhiều thứ lắm mà. Làm gì đâu, kịch bản sao nói thử nghe. Kịch bản là mấy nay em nhà em ráng nâng tạ để mà tí hát em nâng bạn lên. Đang bạn lên quay vài vòng cho nó hợp với cái bài hát. À giống như làm trường cái đúng không? Dạ. Thôi, ấm được. Dễ thương quá, dễ thương. Hồi nãy rung quá rồi, đúng rồi. Cảm nhận của em sao về giọng hát của ảnh? Dạ hay, nhiều tài lẻ quá, cái này em mà quen chứ em giữ hơi bị mệt. Ta không tin em kìa, ta sợ giữ mệt kìa. Cái mối tình đầu của anh là rất là lâu rồi. Tới bây giờ thì cách cũng phải hơn 4 năm rồi. Thì rất là khó để mà mình tìm được người bạn gái. Bởi vậy cho nên khi mà anh tìm được rồi, anh sẽ không có dễ mà buông lơi hoặc là mình đi tìm cái mối tình khác. Cho nên thì nếu mà sau này mình có tiến xa thì em cứ yên tâm. Sau này có chuyện gì á thì lỗi lầm anh sẽ nhường cho em chứ không phải là của anh. Ủa gì vậy? Là gì? Là sao? Câu gì vậy? Có lỗi lầm em sẽ nhường cho em. Hả? Có chuyện nói lộn á. Là sao? Là sao? Lộn rồi ông ơi. Ý em câu hồi nãy em nói á, tức là khi nào mà ví dụ như sau này mình không đến được với nhau á thì cái câu mà nói lời ra đi á sẽ nhường lại cho bạn gái nói trước. Cái của em là vậy. Cái câu của em muốn thuyết phục bạn gái em phải nói vậy nè: nếu hai đứa mình mà có đi xa hơn nữa thì sau này anh chắc chắn với em, nếu chúng ta có chia tay thì cái người gây ra lỗi là em, chứ anh là không bao giờ. Nói như vậy thì là mới từ người ta mới tự tin. Dạ cảm ơn chị. Anh không bao giờ gây ra lỗi đúng không? Chỉ có em là người gây ra lỗi. Nói vậy nghe cho được chứ lỗi lầm em gánh chịu. Không cảm nói vậy thôi. Bên này trai hơi bị bối rối chút xíu. Đông thằng nữ mình trấn áp vậy thôi, chứ em nhìn đi đó, trên cái miệng cái mục ruồi ngay đó kìa, rồi cái tướng tá mà mấy người đẹp trai người ta gọi là đông doanh, nó nghĩa là hay nội điệu lắm mọi người. Xem cái mục ruồi nè, bên đây có mục ruồi, bên kia cũng có mục ruồi vậy. Mục ruồi duyên em bên đây cũng dễ thương mà. Ghê gớm, theo giữ cũng mệt mỏi lắm đó. Nhưng mà anh nói em nghe nha, theo anh đoán á là bên kia có thể là kèo trên đó nha. Kêu chứ sắc sảo lắm đó. Cái này thì em không có lo. Bây giờ mà nắm hết được không? Nắm gì ạ? À? Nắm hết. Nắm đầu á. À, nắm quyền lực trong gia đình đó hả chị? Nắm cái gì? Ông nghĩ nắm cái gì? Dạ cái đó thì chắc chắn là sau này mình sẽ nắm nữ thì nó cân bằng thôi. Chứ không có... Anh không có dám nói là anh gia trưởng gia đình. Nhưng mà anh nghĩ là anh cũng không có đến nỗi mà để em phải gánh vác gia đình hay gì đó. À... Vậy đó. Thôi nói hồi không bậy bây giờ đó. Rất là dễ thương. Một chút bối rối không hề nhẹ. Nào, để tay lên. Suy nghĩ thật kỹ nha. Hồi nãy giờ là những giây phút có cười, có lắng động. Với đàn trai là hơi bối rối vì suy nghĩ đấy của ấy, về sự sắc sảo của ấy. Chúng ta suy nghĩ và chờ đợi trong vòng 3 tiếng đêm. 1 2 3. Hết thời gian. Đẹp, rất đẹp. Đẹp đôi quá. Làm gì đứng nghiêm vậy? Nắm tay bạn gái. Cho anh xin phép nắm tay em. Dạ. Nhảy ra thì cũng xin hôn quá nhưng mà thấy ngại quá. Gì đâu ngại. Gì đâu ngại. Dạ thôi nắm tay được rồi anh. Nắm tay rồi tí bèo. Vậy là có kịch bản ở nhà hết rồi. Kịch bản có một cái kết rất là có hậu. Chúc hai bạn hạnh phúc. Đi dạo phố, đi dạo mình ngắm cái mặt trời vậy kìa. Đi con mình mà ngắm mặt trời thấy thích hả? Dạ. Rồi em hỏi, em hỏi về đó coi thích mẫu người thế nào đi. Mẫu người lý tưởng em thích người đàn ông là sao? À, chỉ cần cao hơn em chút hả? Cao từ 1m65 trở lên. Rồi. Chào bạn. Bạn tên gì? Dạ em tên Thông. Thông hả? Lý Thông. Lý Thông hả? Dạ không phải Lý Thông. Cái gì Thông? Em là Phạm Lý Thông. Phạm Lý Thông. Chí Thông. Lý Thông. Anh cái ép là vô cái Lý Thông hoài vậy. Nhiêu tuổi rồi Thông? Dạ em nay 35 tuổi rồi. 35 hả? Trời ơi, ngay tuổi luôn ha. Dạ sinh năm 79. Rồi Chí Thông năm nay 35. Rồi Chí Lý Thông năm nay 35. Chí Thông. Rồi Chí Thông. Và bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Khán giả chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh. Chào bạn. Bạn năm nay bao nhiêu tuổi, bạn tên gì nè? Dạ, em tên Mai, năm nay em 30 tuổi. Mai hiện giờ đang công tác ở đâu? Em làm nhân viên văn phòng trong trường học bên quận 6. Làm ở đó được bao nhiêu năm rồi em? Dạ, em làm 6 năm. Rồi hiện giờ là mình ở với ai nè? Dạ, em ở với ba mẹ. Rồi trong nhà có khi nào nói sao mà 30 rồi mà chưa lập gia đình không? À, trong nhà em không có nói nhưng mà nhìn không à. Nhìn cứ... là sao? Giống như thấy người ta hàng xóm hay là ai á, có thiệp mời hay là con người ta có bạn trai bạn gái tới lui. Còn em á, lủi thủi trong nhà nên... Mà trong nhà em giờ còn anh chị em nào chưa có chồng có vợ không? Trong nhà em còn một người anh lớn với lại em với nhỏ em út là chưa có gia đình. Chà, nhà bộ là cái truyền thống có gia đình trễ hả? Dạ hình như em cảm thấy vậy. Ủa nhưng mà em thấy mọi người lấy chồng hết, em có nôn không? Thì cũng buồn chút. Em cũng rất là duyên dáng như vậy mà rồi sao không có bạn trai? À, lúc trước em có nhưng mà hiện tại thì em không có. Hiện tại là được bao lâu rồi? Gần 2 năm. Trời đất ơi, 2 năm qua là phòng không chiếc bóng rồi đi làm đi đồ sớm hôm về một mình vậy đó hả? Dạ. Lý Thông đưa đi được không? Bạn bên kia là phòng không chiếc bóng 2 năm nay rồi. Còn bạn Thông là phòng không chiếc bóng bao lâu rồi? Em 7 năm. 7 năm rồi. Wow. Trước đó 7 năm có mấy mối tình? Trước đó thì em cũng đi học rồi mới đi ra làm. Rồi cũng không có quen bạn. Bạn làm nghề gì? Dạ hiện tại giờ em làm là chuyên viên điện tử. Chuyên viên điện tử hả? Dạ. Nhưng mà Thông ơi, bạn có cái khuyết điểm gì không? Bạn sao mà 7-8 năm trời mà không có được một mối tình nào? Sao dạ em thưa chị, em có một cái khuyết điểm này cũng lớn. Là hơi nóng rồi. Hả? Hơi nóng? Hơi nóng. Nóng quá nội mụn đó em. Dạ, nổi đầy luôn. Hay là rồi bạn có kém quá không? Bạn thích cái người con gái làm sao? Dạ em cũng thích người con gái nhìn dễ thương là được hả chị? Nó không cần đẹp. Trời bên đây quá dễ thương luôn. Ủa nhưng mà em tuổi 35 phải không? Dạ em sinh năm 79. 79 là 35 tuổi đúng không? Dạ 35. 35 em biết con gì không? Dạ con dê à. Có ai gặp em nói ông này dê quá không? Dạ không, tại không có dê. Tuổi mùi thường lận đận lắm á. Bây giờ năm nay là mình đúng tuổi dê luôn. Bây giờ năm nay mình quyết chí mình thả dê đi nha. Rồi chị sẽ tạo điều kiện cho Lý Thông được không? Nó kêu sao? Kêu bé he. Bé he hả? Không, nó kêu mình hơi dài thử coi. Bé he. Kêu lớn quá sợ. Kêu lớn sợ hả? Mai ơi, 30 rồi là cũng lớn rồi đó. Yeah. Mà bản thân em có thấy là bây giờ mình chưa có người yêu, chưa có chồng là muộn không? À, cũng cảm thấy hơi muộn. Bây giờ muốn chưa? Trong bụng là ưng chưa? Ưng thì chị mới làm mai làm mối được. Dạ. Yeah. Ưng rồi ha. Ưng rồi, nhưng mà sở thích đó là gì để nói cho bên anh em ta biết. Bây giờ sở thích của em thích cái người bạn trai thì sao nè? Sở thích nè, biết chăm sóc gia đình, biết lo lắng hay là nói chung tiết kiệm này, nhưng mà nói năng động hay gì chà hơi nhiều à nha. Biết lo cho mọi người rồi tiết kiệm rồi năng động. Ok, bạn đòi hỏi nhiều là cũng tốt thôi, mình phụ nữ mà mình muốn gửi gắm cái bản thân mình phải lựa chọn. Nhưng mà trước tiên thì mình cũng phải nói về mình một chút xíu. Thì bây giờ em có cái sở thích gì? Nấu ăn. Em rảnh rỗi là em nấu. Nấu ngon không? Nấu dành cho những người mà giống như người ta chưa biết nấu hay người ta không biết nấu thì khen mình ngon. Kỳ vậy. Chí Thông, bạn bên kia có cái tài nấu nướng bạn thích không? Dạ thích ạ. Sở thích của bạn là gì? Đi dạo và ngắm hoàng hôn. Đi dạo ngắm hoàng hôn. Thấy cái gì khi đi dạo? Đi dạo phố, đi dạo rồi mình ngắm cái mặt trời về chiều. Đi con mình mà ngắm mặt trời thấy thích hả? Dạ. Rồi em hỏi tụi em hỏi bên đó coi thích mẫu người thế nào đi. Mẫu người lý tưởng em thích người đàn ông là sao? À, chỉ cần cao hơn em chút hả? Cao từ 1m65 trở lên. Rồi. Dạ. Sao nữa? Đừng mập quá. Trời, bên đây không. Ngon. Không để rau. Không hút thuốc. Không hút thuốc. Bên kia có hút thuốc không vậy? Chưa có hút, giờ bỏ rồi. Đúng rồi, phải bỏ thuốc. Đó. Rồi gì trải qua mấy mối tình rồi? 2 mối tình. Lý do sao chia tay? Tại vì có không hợp cũng về những cái bất đồng quan điểm. Em không thích gì ở người phụ nữ mà bất đồng quan điểm. Nói dối mà tình về tình cảm. Tức là yêu người khác mà nói yêu em hả? Nó bắt cá 2-3 tay á. Em đó giờ có bắt cá 2 tay không? Có 2 tay thôi, đâu ra 3 tay ông. Em thì nói rồi, em có cái đặc điểm là em quen cô nào biết cô đó không? Quen xong cô đó mới quen cô khác. Dạ không. Chia tay đi rồi cũng làm đừng làm. Giờ nhắm sao này, em lấy mấy vợ này. Trời cái gì vậy? Gì Linh? Để hỏi thử coi. Nhắm mình là lấy mấy vợ? Nha, em tuổi này giờ em xác định với 1 vợ. Chắc không? Dạ, mấy bồ? Một vợ với 1 bồ. Một vợ 1 bồ hả? Dạ không, 1 bồ xong rồi tới vợ hả? 1 bồ là thôi. Lấy cô bộ làm vợ nghe không? Dạ, chứ phải 1 bồ 1 vợ kỳ lắm nha. Nghe Mai nói hết rồi, bên kia cũng nghe luôn rồi. Bây giờ bên kia người ta yêu cầu người phụ nữ là phải chung thủy. Em có chung thủy không? Em chung thủy. Để tôi coi. Coi đi nè. Dạ, chào chị. Chào bạn. Dạ. Mặt hiền vậy đâu gì Lý Thông gì đâu trời. Dễ thương, đúng rồi, dễ thương lắm. Bây giờ muốn lấy vợ chưa? Dạ cũng muốn hả chị? 1 vợ 1 chồng thôi nha. Dạ. Có lăng nhăng lít nhít nha. Dạ. Chứ bên đây là người ta đàng hoàng tử tế lắm á. Tôi làm mai là mới có cái gì tôi chịu trách nhiệm à. Hứa à nha. Dạ hứa. Dễ thương lắm, ráng nha không? Dạ. 2 phút làm sao lấy lực lòng cổ mày để nhấn nút chọn nha không? Dạ. Tôi về tôi nói thêm cho. Trời đất ơi. Mai mốt đi hẹn bạn gái đừng có mặc quần cao quá nha. Dạ. Ống hơi cao quá nha. Dạ. Mặc quần ống dài dài xíu ha. Mình che 2 cái cây đũa bếp lại nha. Rồi đến quan coi coi sao tình hình sao nha. Dạ. À, chào bạn. Dạ. À, rất dễ thương luôn. Dễ thương. Thì bởi vậy. Tròn tròn được ha. Ở bên tròn bên nó bớm được ha. Đồn dữ chưa? Dạ, đang hồi hộp. Bây giờ nghe giọng nói kia thấy sao? Giọng cũng ngọt ngọt hiền hiền giống em. Không sao, em về bảo đảm em là bà chủ á. Về là em coi như quản lý hết luôn á. Ông đây hiền lắm. Được á. Rồi cắm hàng lên. Ăn thua người trong cuộc vẫn là quan trọng nhất nha. 2 phút để mình cảm nhận coi đối phương đó có thuộc về mình hay không. Rồi. Đó. 2 phút bắt đầu. Dạ chào em. Dạ chào. Em thường cuối tuần em thường đi đâu? Em ít đi chơi lắm, em ở nhà. Sau hẹn hò mình có dịp đi chơi không? Em cảm thấy được thì em đi. Thường em thích đi ở đâu? Em thích đi vô Thảo Cầm Viên chơi không? Thảo Cầm Viên, cái đó dành cho con nít. Có người lớn em thấy cũng vô này chứ. Hỏi vô sở thú làm gì động. Các bạn gì thú động. Ý em hỏi là có yêu thú cưng không á? Nhưng mà thú. Thường em đi sở thú em vô em làm gì? Em coi những con thú. Rồi 2 người vô động coi thú không hả? Bây giờ người ta tính chuyện tương lai đi. Rồi chừng nào ví dụ như vậy yêu nhau được thì chừng nào cưới. Rồi gia bình đình hai bên chịu không? Cái gì mà thú vật không vậy? kế hoạch sinh con đẻ cái. Ba mẹ em lớn tuổi chưa? Ba là 62, mẹ 57. Ba anh thì cũng 64 rồi, mẹ anh 63. Anh sống và làm việc ở đây? Dạ, làm việc ở đây. Quê anh ở đâu? Quê anh ở Nam Định. Nhưng mà là ba Bắc mẹ Nam, nên là anh sinh ở đây từ nhỏ đến lớn. Nhà anh có đông anh em? Có hai anh em à. Có hai anh em, hai anh em trai, hai anh gái. Hai anh em trai. Chưa gì tôi thấy cô lấn lướt người ta rồi đó cô Mai. Cô vừa cô cho người ta hỏi cô với chứ cô Mai. Dạ, giờ anh hỏi tiếp đi ạ. Hỏi đi, giới thiệu ha. Ba 64, mẹ 62, anh 61. Nhanh lên, thời gian có hạn. Vậy em thấy anh thế nào? Đó, vậy đi. Hơi ốm. Em tròn chút được. Em phải khen cái trán nè. Đó, trán sao anh Quyền Linh? Trán thông minh lắm á. Dạ, trán thông minh. Em không được thông minh, chỉ có được chịu hay làm thôi. Thì hai người bù qua xích lại. Hay làm rồi. Mà được rồi. Dạ. Đó, mà giờ thấy được chưa? Mình lớn tuổi rồi đó. Lớn đâu bằng chị Cát Tường đâu. Anh đi, còn 30 giây nữa hết giờ rồi đó. Theo anh thì thấy em như thế nào? Em rất là good. Hỏi sao? Luôn đi anh không? Hỏi luôn đi. Không được anh ơi. Hả? Mới gặp mà. Thì kệ hỏi đi coi coi sao. Em có thích anh không? Sau này thì mới biết được. Vậy sau 30 giây này mình bấm nút mình hẹn hò nha em. Dạ. Hết giờ. Rồi, để tay xuống bấm đi bạn. 1 2 Biết qua kia, coi kia coi có bấm không vậy? Biết qua bển đi. 3 Hết thời gian. Anh vừa phải anh Linh. Đến 3 xong rồi anh cũng phải cho người ta dài khắc để mình cái màn hình nó kịp hiện cái tim lên chứ. Sao em hết thấy thời gian. Tim mình đập làm sao vậy? Đập quá trời. Quá trời hả? Yêu lúc này thấy muộn chưa? Dạ không anh. 35 tuổi rồi đó, muộn chưa? Mình chọn được người thích hợp mà mình không có muộn. Thấy thích hợp chưa? Dạ thấy thích. Thích gì nhất nè, giờ nói thích gì nhất nè. Nhìn cổ đi, thích gì nhất nè. Nhờ khuôn mặt có thể thiện cảm. Dễ thương. Không mấy giờ xin cổ nắm tay nhau một cái đi. Nắm tay. Rồi, chúc mừng hai bạn. Thời gian nghệ sĩ cho nên thỉnh thoảng em rất hay quá chén trong việc đùa cợt. Hơi khùng khùng đi điên đúng không? Nghệ sĩ nào cũng tính vậy thôi. Nói chung là từ từ là thay đổi. Rất đẹp trai. Ông Trần. Ngầu quá hả? Đeo kiếng vô cho ngầu nữa. Em đeo kiếng vào thì nó hơi giả nai một chút. Vậy đó. Đó. Đẹp trai. Bạn tên là gì? Thank you. Em quen nè, hình như chơi chương trình Trong Bạn có Thực Tài nè. Dạ vâng. Tuyền đúng không? Dạ vâng ạ. Tăng Ngọc Tuyền. Dạ vâng. Nhớ rồi, chàng trai rất là nhiều tài lẻ. Dạ vâng. Đàn ca sướng hát. Tăng Ngọc Tuyền năm nay bao nhiêu tuổi? Em năm nay 30 tuổi. 30 tuổi. Mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Chào em, tên là gì? Dạ, chào chị, em tên là Từ Nguyễn Huyền Di. Dạ, em 19 tuổi. Cái gì? Dạ phải, cách đây 10 năm. Cũng chơi, cũng chơi tôi nữa. Dạ. Nói chung là em quá trẻ. Hiện giờ em đang làm ở đâu? Dạ, em đang làm ở một cái công ty chuyên về sản xuất mực công nghiệp. Bạn Tăng Ngọc Tuyền, nghề nghiệp của bạn hiện nay là gì? Em là giảng viên về âm nhạc và vũ đạo. Tôi bạn sáng tác hả? Dạ vâng. Hay là dạy đàn? Cả sáng tác, cả dạy đàn và dạy nhảy. Hôm nay tôi hào hứng trong người quá à. Thôi bây giờ là tôi muốn khai thác bạn nữ. Hiện tại giờ công việc chính của em á, em làm cái trách nhiệm vụ gì trong cái công ty của em? Dạ thì làm trong phòng kinh doanh công ty của gia đình. Trước khi mà em làm việc cho cái công ty của ở gia đình mình á thì em làm việc ở đâu? Dạ em học bên Úc chị. Ủa ở bên đó bao lâu? Dạ được 8 năm rồi chị. Em về đây được bao lâu? Dạ cũng được vài tháng, em về hồi tháng 3 chị. Là chị có mới về Việt Nam mấy tháng này. Mới về đây sao biết chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò mà đăng ký tham gia? Dạ đầu tiên thì ba má em coi á anh Linh, ba má em kêu vui lắm nhưng mà ba mẹ em không có nghĩ là em sẽ đăng ký. Cái đến khi mà em đăng ký thiệt là ba em xìu hẳn luôn. Ba em còn tặng em một khẩu trang nữa, kêu là trời ơi đi nhớ đeo vô nha, mắt không bên kia bấm nút thì đeo khẩu trang về cho nó đỡ em dụng. Trời ơi. Không em yên tâm đi, cái khẩu trang của ba em tặng không có sử dụng được đâu chị, mà nhìn em vậy còn chịu không nổi nữa mà. Anh nói Tăng là Tuyền nghe nha, cô bên kia rất là lanh nha, học ở Úc 8 năm nha. Bây giờ bạn có thể giới thiệu sơ cho cô bên kia biết nè, bạn dạy âm nhạc, sáng tác nhạc này kia, mà bạn có ca khúc nào về tình yêu chưa? Dạ có rất nhiều. Ví dụ bạn hát tặng một ca khúc về tình yêu cho bạn kia bên kia đi. Của em hay là của người khác? Rồi bây giờ tôi yêu cầu lãng mạn nhất đó. Hoài không cần biết. Vỗ tay. 2, 3. Từ khi quen em, anh đã biết bối rối, vì những lúc thoáng nghe em cười, anh đã biết con tim yêu em mất rồi. Người yêu ơi, xin em chớ quên. Mùa xuân trên cao, ngàn hoa lá lấp lánh nắng, nụ hôn thơ ngây trao em rồi. Em yêu kiều thiết tha, cho lòng đắm say. Cuộc tình ở dài lâu, ngu sâu vòng tay êm ái. Bây giờ trong người em cảm giác như thế nào? Thấy rất là tò mò. Mà có thấy cảm thấy sự phấn khởi trong người không? Chị hỏi em ngại á. Không, em ngại chứ chị là chị thấy phấn khích trong người lắm. Trời ơi, em muốn giếm màn em coi liền luôn. Không được, không có được. Tôi xin hỏi là Tăng Ngọc Tuyền đã trải qua khoảng mấy mối tình rồi? 5. Lý do tại sao? 2 mối tình đầu là do non nớt chưa có nhiều kinh nghiệm. Rồi. Mối tình thứ 3 là khi đã chín chắn và tìm được đối tượng nhưng lại không biết quý trọng. Thứ 4 là tuyệt đỉnh tình yêu nhưng thời gian và địa lý chia cách. Thứ 5 là lúc đó em tự lừa dối bản thân, tức là bởi vì em muốn tìm lại hình bóng đó và em yêu một cách là giống như kiểu là một cái sự thay thế. Tức là bạn nghĩ bạn chọn ra cái hình bóng của người trước để chọn người yêu. Người ta biết được người ta bỏ bạn luôn đúng không? Đó là sai lầm, vẫn là em. Lần thứ 6 chắc có lẽ mình rút kinh nghiệm nhiều hơn đúng không? Đúng rồi. Bây giờ mình xác định cho kỹ đi, đối tượng của mình phải là người như thế nào mới hợp với bạn? Chỉ cần phong cách phương Tây một chút. Đó mới đúng vậy. Rồi em không thích điều gì ở người phụ nữ? Nói nhiều. Nói nhiều. Rồi gì nữa? Em có tật xấu gì? Em có rất nhiều tật xấu. Lăng nhăng. Hả? Cái gì vậy? Nếu mà có người yêu sắp tới là bỏ nha. Dạ em sẽ cố gắng hết sức. Rồi còn tật xấu gì nữa? Dạ bởi vì em nghệ sĩ cho nên thỉnh thoảng em rất hay quá trớn trong việc đùa cợt. Hơi khùng khùng đi điên đúng không? Nghệ sĩ nào cũng tính vậy thôi. Nói chung là từ từ là thay đổi. Còn gì nữa? Nóng tính. Gì? Em có thích người yêu của mình là một nghệ sĩ không? Dạ, chưa bao giờ nghĩ tới. Bây giờ thử nghĩ coi. Tự nhiên cái nó tắt luôn cảm xúc. Là sao? Tự nhiên... Nghe chữ lăng nhăng. Dạ, lăng nhăng á. Lùng bùng lỗ tai luôn. Nó đè một cái bẹt, em bẹt giết luôn. Không sao em, tại vì á, hồi đó giờ cái anh này ảnh quen những người khác mà mấy người đó toàn là đu đeo thoảng cho nên ảnh mới lăng nhăng. Bây giờ em làm sao mà em phải lật kèo lại cho chị? Em đừng có xúi người ta lăng nhăng đi nha. Em tự nhận xét em là một người như thế nào? Rất là khó chịu chị. Ai mới gặp em cũng kêu em chẳng hết trơn. Cái mặt như cái bánh mâm bánh bèo vậy á. Bèo đó, bánh bèo. Nhưng mà nếu mà tiếp xúc mà chơi lâu dài thì mọi thứ thay đổi. Nói chung là khác hẳn. Em rất là thương bạn bè. Thì nếu mà chơi được thì em sẽ rất là hết lòng với bạn bè. Em nói nhiều lắm. Dạ em ghét rất là thích một cái người đàn ông là... Thích người đàn ông gì em? Dạ cá tính mạnh. Bên đây cá tính lắm. Ngon thật. Em không thích cái gì ở người đàn ông? Dạ lăng nhăng. Nóng tính. Người đàn ông mà giống như là nhu mì chút xíu thì vẫn dễ chịu hơn. Không phải là nhu mì mà là nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng. Em yên tâm đi, nghệ sĩ cứng đầu lắm em ơi. Nó khùng. Khùng em không sợ chị, khùng thì em còn khùng hơn. Đúng rồi, nó vậy. Quá. Để tôi coi coi. Dễ thương quá là. Ủa cái này khùng được à nha. Cặp đôi này hấp dẫn à. Bên đây cũng khùng, bên kia cũng khùng nữa. Nói chung á là khùng dễ thương, mình nói vậy thôi. Nhưng mà anh nghĩ rằng cô bên kia cũng cá tính giống như em vậy. Nhưng vấn đề là hai bên sẽ kiềm chế với nhau thôi. Hai bên kiềm chế với nhau. Ủa bữa hôm em thì kiềm chế chút xíu em sẽ hỏi người kia anh đâu biết đâu. Bao nhiêu tuổi chị quên rồi? Bao nhiêu tuổi chị quên? 30 tuổi. 30 hả? Bên này 29. 29 gặp 30 chứ. 29 30 trời ơi. Em nhảy hay hơn chị. Em hát hay hơn chị. Dạ, còn gì nữa. Nhưng mà diễn chưa chắc em diễn bằng chị. Bây giờ mình tiếp cận người đẹp, mình chinh phục người đẹp bằng một trái tim chân thành. Dạ. Bỏ cái diễn xuất qua một bên đi. Đúng rồi. Rồi. Mở màn lên là phải tập trung chuyên môn nha. Đầu tiên tôi nghĩ rằng bạn gái. Dạ. Em đi với đây với ai? Dạ em đi với bạn em. Hả? Dạ ngồi ở dưới. Dạ chào chị. Hồi nãy giờ em thấy được hai bên đúng không? Em thấy dạ thấy rồi. Bạn trai bên kia có phù hợp với bạn gái của mình không? Em không phải chị Di cho nên giờ kêu chọn cũng không biết là phù hợp hay không nữa. Nhưng mà theo nhận xét của em thì người bạn trai bên bệnh có dễ thương không? Thấy cũng dễ thương, lãng tử. Nhưng mà thấy lăng nhăng là phải đánh dấu chấm hỏi thiệt là lớn đó, rồi. Rồi. Thôi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu mở màn lên để cho anh chị sẽ gặp nhau và nói chuyện với nhau. Ngồi xuống đi em. Dạ. Từ từ, bình tĩnh, đừng có vội. Chuẩn bị, màn đầu kéo lên. Rồi, chúng ta sẽ có 2 phút để gặp nhau. Mời hai bạn. Wow, anh làm quá. Rối rồi đó, bố rối rồi đó. Chắc luôn. Anh rất thích những cô gái có phong cách phương Tây. Cái gì vậy trời? Thực ra nói rằng anh lăng nhăng thì không hẳn, mà chẳng qua do anh yếu đuối trước những cám dỗ. Giống như là anh Tiết Cương nói là anh không có bắt cá hai tay mà một tay anh bắt 2 con, anh cầm nguyên cái rổ là anh hứng cá, anh vớt cá luôn. Anh là một người thích phiêu lưu, như vậy chắc chắn anh là một người thích vượt qua thử thách. Khi anh thấy thích một vấn đề gì đó, dù nó khó khăn hay nó có nhiều cánh cửa, anh cũng sẽ cố gắng chứng minh anh là người giỏi nhất và xứng đáng có được nó nhất. Em có giống như vậy không? Nếu em cảm thấy mà anh làm đúng thì em sẽ ủng hộ. Dù em có bấm nút chọn hay không, anh cũng sẽ nắm lấy cơ hội này. Anh suy nghĩ cho kỹ nha, em nói nhiều lắm. Nói nhiều lắm luôn á. Anh cũng rất lăng nhăng. Thì em có quyền không bấm nút không anh? Đúng. Rồi, chúng ta trở về vị trí cũ. Bây giờ chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm. Nếu như bạn đồng ý hẹn hò thì bạn sẽ nhấn nút. Nếu bạn không đồng ý thì bạn không nhấn nút. 1 2 3 Rồi, bấm rồi, bấm hưng nút luôn rồi. Tôi thấy rồi, cái người mà tỏ vẻ là thể hiện quá thì cái người đó bao giờ cũng yếu đuối hết trơn á. Cái người ta bình tĩnh, người ta nhẹ nhàng, người ta giấu vào trong. Tôi xin hỏi bạn nữ, bạn nghĩ gì về bạn trai đối diện với bạn? Dạ, thú vị anh. Thú vị? Dạ. Cũng khùng khùng. Anh, thú vị có nghĩa là... Thôi bây giờ hai bạn nắm tay nhau đi. Chúc hai bạn sẽ quản lý được cái khùng của nhau. Ha? Tiên quyết đúng không? Dạ. Điều kiện đầu tiên đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi. Em thấy sao nè? Bé gái 5 tuổi nè, rất là đáng yêu cái tuổi đó đó. Dạ, 5 tuổi thì là độ tuổi rất là đáng yêu và cũng đã biết nghe lời rồi. Thì em nghĩ rằng nếu mà em và bạn nam có những cái mối nhân duyên sâu hơn nữa thì tất cả đều nỗ lực thì em nghĩ rằng là cũng sẽ vượt qua thôi. Em cũng rất là hy vọng rằng là hôm nay thì đến đây gặp bạn thì cũng là cái duyên rồi. Còn đến như thế nào thì em cũng còn mong là trao đổi thêm nữa. Dạ. Mà bây giờ em tưởng tượng bạn nam bên kia là người như thế nào? Em có tưởng tượng là có giống như cái mẫu hình lý tưởng mà em nghĩ trong đầu không? Vì là bức màn cao quá nên là em sẽ, và qua cái trao đổi của bạn thì em cũng chưa có thể hình dung được rằng là bạn ấy có như mẫu hình hoặc là như tưởng tượng của em hay không. Tuy nhiên là qua việc mà bạn trao đổi cũng như là câu chuyện của bạn từ nãy đến giờ thì em nghĩ rằng là bạn thì cũng khá là chín chắn, bởi vì bạn cũng đã có kinh nghiệm trong cuộc sống gia đình rồi. Thứ hai nữa là bạn cũng khá là ấm áp. Em nghĩ cũng trong cái cách trao đổi của bạn thì em thấy là cũng như vậy, bởi vì là khi mà nghe bạn nói thì có những cái lúc mà bạn cũng có lắng động thì em nghĩ là cũng là người suy nghĩ là cũng khá là ấm áp. Chính xác. Dạ. Hồi nãy chị cứ hỏi hoài cái vụ bé gái mà nó theo ba hay theo bà nội á, là lý do đó đó. Cái đứa con gái á, mà nó thương ba, nó quấn ba như vậy thì ba nó phải là người như thế nào? Ra không tin em hỏi anh Quyền Linh thì biết. Con của ảnh là nó quấn ảnh kinh khủng luôn á, đội ba lên đầu á, đúng không? À đúng rồi. Một cái giọng nói rất là ấn tượng luôn á. Bây giờ anh cố gắng là nghe giọng nói mà cảm nhận về em đó. Nói chung là chàng trai bên đây rất là hiền. Nghe câu chuyện của nãy cũng rất là xúc động luôn. Xin mời nhà gái. Rồi, ngồi đi bạn. ở đây cơ. Sát chưa ra. Ok. À bây giờ là mình chỉ cách cái hàng rào thôi, mình giới thiệu lớn lên để cho bên nhà gái nghe luôn nha. Em xin thử giới thiệu, em tên là Nguyễn Trường Quân, sinh năm 1988, quê ở Hà Tĩnh, hiện đang làm việc tại quận Mai, thành phố Hồ Chí Minh. Nguyễn Trường Quân sinh năm 88 tức là nhiêu tuổi? Dạ 34 tuổi. 34. Quân làm gì? Em làm nhân viên chế bản. Chế bản là sao? Làm mấy bản in anh. À bản in nữa hả? In thùng cắt tông với lại offset. Quân 34 tuổi, quê ở Hà Tĩnh ha. Dạ. Làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, còn mình giới thiệu đi coi nào. Dạ, lời đầu tiên thì em gửi lời chào đến chị Hồng Vân cùng anh Quyền Linh, cùng toàn thể khán giả của chương trình. Em tên là Nguyễn Thị Tâm, em và bạn nam này thì cùng tuổi. Hiện thì quê của em thì là ở Thái Bình, còn hiện thì em là nhân viên kiểm soát nội bộ cho một công ty ở Bình Dương ạ. Em ở Bình Dương, làm việc ở Bình Dương. Dạ em đúng rồi, làm việc ở Bình Dương. Em hả? Dạ. À, anh cũng có người bạn gái kiểm soát nội bộ em CV đó. À. Tên Thúy, dễ thương. Rồi em nói luôn về cái điểm mạnh và điểm yếu của mình đi cưng. À, điểm mạnh của em thì khá là hòa đồng, cũng nhiệt tình với lại các bạn. Nhưng mà điểm yếu thì có thể nó cũng là một điểm mạnh, nhưng mà cũng là điểm yếu của bản thân. Đấy là em khá là thẳng tính ạ. Dạ. Thẳng tính. Dạ. Rồi xin mời em trai. Ưu điểm khuyết điểm của mình nói cho nhà gái nghe đi. Dạ, ưu điểm của em thì làm việc nhà đều được. Nấu cơm, nấu ăn, kho thức ăn, rồi sửa hết đồ trong nhà đều được. Giặt quần áo rồi quét nhà, lau nhà. Dạ, dạ. Nữa là có vợ có con là cho con bú này kia được không? Dạ. Được không? Được ạ. Được. Ba sữa được. Ok. Em bé được ha. Dạ. Vậy là giỏi rồi. Có điểm yếu gì không Quân? Dạ, điểm yếu của em thì cũng hơi ít nói xíu. Ít nói hả? Dạ. Em có mấy mối tình rồi? À, một ạ. Một hả? Dạ. Dài không? Với vợ em đó anh. Hả? Với vợ em á, em đã có vợ. Em có vợ rồi hả? Dạ. Vợ em mất cách đây cũng hơn 2 năm nữa. À, mất cả vợ, mất cả. Em có một vợ và một đứa con hiện 5 tuổi. Con 5 tuổi ở với ai? Ở với em với lại bà nội. À, là ở trong thành phố Hồ Chí Minh luôn hả? Dạ. À, bà nội vào giờ giữ cháu luôn rồi hả? Dạ. Rồi chia buồn với em ha. Thôi, nhà gái đường tình than sao? Mới tình rồi em. Khi mà nghe câu chuyện của bạn nam bên cạnh thì em cũng rất là đồng cảm với bạn. Em thì có, tức là từ thời sinh viên thì cũng có 2 mối tình. Xong sau đấy thì sau khi mà học xong đại học thì có đi học lên thì cũng có quen một bạn khác. Tuy nhiên là cái tình cảm này cũng không có được lâu dài. Bởi vì là cảm thấy là quan điểm cũng như là lối sống cũng không có phù hợp, nên là không có giữ được cái chuyện đó ạ. Thế nhưng mà bây giờ với cái hoàn cảnh của bạn nam bên kia thì em có ngại cái chuyện là bạn đã có con rồi và cái việc mà mình về đó để mình dung hòa giữa mình và con của bạn không? Em có ngại điều đó không? À, câu chuyện của bạn là em có ngại. Thực lòng là em có ngại chứ ạ. Bởi vì nếu như mà bạn ấy có gia đình rồi nhưng mà chưa có thêm một em bé nữa thì mọi chuyện nó sẽ khác hoàn toàn. Tuy nhiên là bạn lại có thêm một bé trai nữa, một em dạ vâng, một bé nữa 5 tuổi rồi thì nếu như mà cho nhau cơ hội và có thể tiến đến những cái mối quan hệ sâu hơn thì em sẽ có gặp những cái rào cản đối với lại em bé, bởi vì thực ra là em cũng không có vướng mắc, cũng chưa có kinh nghiệm gì trong việc là chăm sóc trẻ nhỏ. Nên là đấy cũng là một trong số những cái rào cản khi mà nếu mà có duyên với nhau và đến được với nhau thì cũng là cái rào cản trong cái mối quan hệ của cả hai ạ. Dạ. Thực ra con nít đó nó như là gọi là nó như cái tấm gương á, để phản chiếu vậy đó. Dạ. À, mình soi trong gương mình sao nó sẽ y chang vậy. Mình thương nó sẽ thương mình, đơn giản dễ lắm. Cái đó không cần kinh nghiệm, cái đó chỉ cần trái tim thôi. Dạ. Cho nên em đừng có lo vấn đề đó. Vấn đề là bây giờ hai bạn có cảm mến nhau hay không? Dạ. Nha. Chào em. Dạ, em chào chị. Chị buồn với hoàn cảnh của em nha. Dạ, em cảm ơn chị. Mặt rất là hiền luôn á. Dạ. Nhìn rất là thiện cảm luôn á. Là bé trai 5 tuổi hả? Bé gái. À bé gái, ô bé gái dạ. Thì rất là dễ luôn á. Bà xã là tại sao lại mất vậy em? Dạ vợ em bị ung thư vú anh. Dạ. Ừ. Nằm trong cái thể bệnh ác tính. Bây giờ em nhớ nhất về ký ức của bà xã về những vấn đề gì? Dạ. Có gì là kỷ niệm của bà xã để em nhớ nhất không? Vợ em thì rất là hiền, hòa đồng với lại bạn bè. Dạ. Thì đối nội đối ngoại thì rất là tốt. Bé gái có đeo ba không? Dạ có chị. Thương ba lắm hả? Dạ. Rồi giữa ba với bà nội thì đeo ai hơn? Dạ đeo em hơn á. Vậy hả? Từ lúc có mẹ cũng đeo em hơn. À dạ. Vậy hả? Ừ. Rồi bây giờ em mong muốn cái người bạn gái của em á, thì sẽ như thế nào? Dạ thì hoàn cảnh của em thì như vậy thì em cũng mong muốn là một người hiểu và thông cảm cho cái hoàn cảnh của em và biết. Và em cũng chỉ mong là nếu như mà hai người đến được với nhau á, thì là cái việc mà yêu thương đứa con gái đó là điều tiên quyết đúng không? Dạ. Điều kiện đầu tiên đúng không? Dạ đúng rồi. Ừ. Rồi em thấy sao nè? Bé gái 5 tuổi nè, rất là đáng yêu cái tuổi đó đó. Dạ, 5 tuổi thì là độ tuổi rất là đáng yêu và cũng đã biết nghe lời rồi. Thì em nghĩ rằng nếu mà em và bạn nam có những cái mối nhân duyên sâu hơn nữa thì tất cả đều nỗ lực thì em nghĩ rằng là cũng sẽ vượt qua thôi. Em cũng rất là hy vọng rằng là hôm nay thì đến đây gặp bạn thì cũng là cái duyên rồi. Còn đến như thế nào thì em cũng còn mong là trao đổi thêm nữa. Dạ. Nhưng mà bây giờ em tưởng tượng bạn nam bên kia là người như thế nào? Em có tưởng tượng là có giống như cái mẫu hình lý tưởng mà em nghĩ trong đầu không? Vì là bức màn cao quá nên là em sẽ, và qua cái trao đổi của bạn thì em cũng chưa có thể hình dung được rằng là bạn ấy có như mẫu hình hoặc là như tưởng tượng của em hay không. Tuy nhiên là qua việc mà bạn trao đổi cũng như là câu chuyện của bạn từ nãy đến giờ thì em nghĩ rằng là bạn thì cũng khá là chín chắn, bởi vì bạn cũng đã có kinh nghiệm trong cuộc sống gia đình rồi. Thứ hai nữa là bạn cũng khá là ấm áp. Em nghĩ cũng trong cái cách trao đổi của bạn thì em thấy là cũng như vậy, bởi vì là khi mà nghe bạn nói thì có những cái lúc mà bạn cũng có lắng đọng thì em nghĩ là cũng là người suy nghĩ và cũng khá là ấm áp. Chính xác. Dạ. Hồi nãy chị có hỏi hoài cái vụ bé gái mà nó theo ba hay theo bà nội á, dạ. Là lý do đó. Cái đứa con gái á, mà nó thương ba, nó quấn ba như vậy thì ba nó phải là người như thế nào? Ừ. Ra không tin em hỏi anh Quyền Linh thì biết. Con của ảnh là nó quấn ảnh kinh khủng luôn á, dạ. Đội ba lên đầu á, đúng không? À, đúng rồi. Một cái giọng nói rất là ấn tượng luôn á. Dạ. Bây giờ anh cố gắng là nghe giọng nói mà anh cảm nhận về em đó. Dạ. Nói chung là chàng trai bên đây rất là hiền. Dạ. Nghe câu chuyện của anh ấy cũng rất là xúc động luôn. Dạ. Thôi thì nếu mà có duyên á thì mình hãy về chung một nhà. Anh nghĩ rằng bé gái lại cả là một món quà. Đúng lại... đó. Mình lời đó em. Ừ, một món quà dành cho gia đình, dạ. Và cho cả hai đứa nữa đó. Ừ. Thấy không? Thôi. Người ta nói là có trâu lời nghé, nhưng mà trường hợp này của mình á là giống như mình không phải có trâu, mình có hổ mà mình lời sư tử á. Sư tử gì? Rồi, em không thích điều gì ở đàn ông? Em thì rất là hy vọng là bạn nam không hút thuốc. Và rượu bia thì em không có cấm đoán gì vì một cái người bạn trong tương lai. Nhưng mà em cũng hy vọng là biết dừng đúng lúc, biết kiềm chế rằng là mình nên uống như thế nào, biết từ chối như thế nào ạ. Rồi, dạ. Anh trai có hút không? Dạ không. Em không thích điều gì ở phụ nữ? Cũng không thích phụ nữ là hay khơi cái chuyện cũ anh. Dạ. Không thích khơi chuyện cũ ha. Dạ. Em muốn tìm một người yêu thế nào? Dạ, thì cùng em xây đắp gia đình. Dạ. Đơn giản vậy thôi hả? Rồi. Rồi. Hôm nay em đi với ai vậy? Dạ em đi với lại ba em của em. Ba em gái. Ba em gái hả? Dạ. Một em gái ruột với lại hai em họ. Em gái ruột luôn hả? Đi với ba em. Dạ em đi với ba, không thích ba đây ba bên kia rồi ba đâu nữa. À. Rồi xin mời em. Em chào chị Hồng Vân. Anh Quyền Linh cùng chị gái trên khán đài và quý vị khán giả trong trường quay. Hôm nay là em rất vui được đồng hành cùng anh tới chương trình này. Thì em xin nhận xét với chia sẻ với anh trai của em là anh trai của em thì là rất là hiền lành, sống tình cảm. Có điều là hoàn cảnh vậy thì không biết chị có ngại không? Thì nãy chị chia sẻ thì em có nghe vậy rồi. Dạ. Mình con... cũng dạ, mình con... cũng vừa nói là mình có ngại thật. Dạ. Tuy nhiên là những cái rào cản đấy mà với bạn nam mà có những cái tức là có những cái đức tính cũng như là có những cái mà sau này mình cảm nhận là tốt hơn thì có lẽ là nó cũng sẽ xóa bỏ được những cái rào cản đó thôi. Dạ. Dạ. Cảm ơn chị. Về chị gái thì em thấy chị dễ thương, vui vẻ. Dạ. Cảm ơn ạ. Dạ. Em mong anh chị sẽ cho nhau cơ hội để tìm hiểu thêm. Dạ. Được cái sẽ tiến tới hôn nhân, còn nếu không thì sẽ làm bạn của nhau. Dạ, dạ em xin hết. Còn em? Hôm nay thì đến với chương trình thì em có đi cùng với em họ em thì bạn đang ngồi dưới ạ. Dạ. Rất vui là được gặp chú Quyền Linh và cô Hồng Vân. Ngày hôm nay thì cháu tên là Ly và cháu là bạn của chị Tâm cũng một thời gian rất là dài rồi. Thì chị Tâm là một người rất là thẳng thắn này, tỉ mỉ, cũng là một người phụ nữ của gia đình đấy. Và cháu thấy là chị cũng rất là khéo léo nữa. Thì còn anh bên đây thì em thấy anh cũng là một người rất là chín chắn này, trưởng thành rồi và vì cũng có gia đình rồi nên là em cảm thấy là anh cũng là một mẫu người đàn ông em thấy là cũng khá là ổn. Tuy nhiên thì em vẫn suy nghĩ về vấn đề là cái chuyện mà có em bé, có gia đình rồi thì cái này thì là ở chị Tâm thôi. Nếu như mà cảm thấy mà hai anh chị tiếp xúc một khoảng thời gian, cho nhau cái cơ hội mà cảm thấy hai anh chị hợp nhau và có thể có một cái sự mạnh mẽ và bản lĩnh để vượt qua những cái yếu tố đó thì em cũng rất là mong là anh chị sẽ có một cái kết thúc thật là happy. Dạ, em cảm ơn. Rồi, cảm ơn em gái. Cảm ơn em. Bây giờ mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Mở rào. Bắt đầu đi Quân. Chào. Chào. Chào ạ. Thì đến với chương trình anh có bó hoa gọi là em cảm ơn ạ. Tặng em. Ủa, bánh tráng này là sao? Dạ kẹo đậu phộng. Đây là đặc sản của quê bạn mà. Đặc sản rồi. Cái này gọi là cái gì nè? Cu đơ. Cu đơ. Dạ. Chưa biết cu đơ. Dạ. Đến với chương trình thì mình cũng có chuẩn bị tặng bạn một cái chậu cây kim tiền. Thực ra thì cái mong muốn đầu tiên thì là cũng là mang lại cái không gian xanh đến cho bạn, cũng như là giúp thanh lọc không khí tốt hơn. Rồi là cái cuối cùng thì cũng là mong là mang lại may mắn cho bạn trong cái thời gian bạn trưng cây. Cảm ơn. Dạ. Nè, ngồi đây. Dạ. Đó, đối diện nói chuyện thế nào. Còn tờ báo này là gì em? Dạ, đây là bài báo viết về vợ em. Viết về gì vậy? Thì cái nhật ký của vợ em để lại cho con đó. Dạ. Thì báo đăng luôn à? Dạ, báo Tuổi Trẻ có đăng. Em đọc cho mọi người cùng nghe nào. Dạ. Hãy mạnh mẽ lên con nhé. Dạ. Nên là em giữ lại đó hả? Dạ, em có giữ lại. Mà sao báo viết là lại viết về vợ em? Dạ, thì hồi trước thì chị gái của em thì có chia sẻ cái câu chuyện của vợ em cho cái anh bạn làm bên báo Tuổi Trẻ. Thì anh đến tìm hiểu và anh viết cái bài báo này. Đầu tiên xem nào. Dạ. Một câu chuyện chắc là cũng được lan tỏa đây, nó mới được đăng báo ha. Mình xem nhá. Đây đúng không em? Dạ, không phải. Chữ nhỏ quá. Trang 11 á. Ôi, ai lấy của em mất rồi. Ai lấy rồi hả? Dạ. Ủa sao kỳ vậy? Biên tập là ai lấy? Ai lấy cái trang ruột của bạn rồi? Trang 11. Dạ. Đây không có hả? Dạ dạ. Rồi, có cho qua luôn. Rồi, ok, bắt đầu câu chuyện đi em. Dạ thì bạn nói trước. Nhìn em thì cũng tính thì cũng thấy, anh thấy cũng được. Nhưng mà hoàn cảnh của anh vậy thì em có ngại không? Em cũng vừa chia sẻ, thực lòng mà nói thì là em ngại. Yeah. Thực lòng mà nói thì là em có ngại chứ. Tuy nhiên là nếu như mà trong cái quá trình tìm hiểu thời gian sau này mà anh có những cái đặc điểm cũng như là những có những cái làm cho em tin tưởng. Vâng, có những cái yếu tố làm cho em cảm thấy tin tưởng và mình có thể tiến xa hơn nữa, thì em nghĩ rằng là sẽ là một trong số những cái có thể xóa bỏ dần đi được những cái rào cản đấy thôi. Câu chuyện của anh thì thực sự là ngày hôm nay thì em cũng rất là cảm thông. Cũng hy vọng là trong tương lai thì mọi thứ đến với lại anh cũng như là bé thì suôn sẻ hơn ạ. Cảm ơn em. Dạ. Bây giờ hai bạn nói về cái việc hẹn hò với nhau đi. Dạ. Ở đâu đó? Ừ. Dạ. Thì anh hồi nãy em giới thiệu là em làm ở đâu anh? Ở Bình Dương ạ. Bình Dương. Bình Dương thì ở Bảo Bàng cơ, khá là xa. Anh ở quận 12 ngay chỗ An Sương. Yeah. Dạ. Thì nói chung là anh ở quận 12 ngay chỗ An Sương, cầu vượt An Sương. Em không biết. Dạ. Là gần không Linh? Gần. Gần công viên phần mềm Quang Trung. Đi lên đi cũng đi qua cầu Phú Cường là tới Bình Dương rồi. À dạ. Cũng gần. Không biết là công việc của anh thì có gặp những cái khó khăn gì? Tại vì em nghe thì qua công việc của anh ấy thì là em nghĩ rằng là khoảng thời gian dành cho công việc cũng khá nhiều ạ. À, cũng nhiều. Như em thì là em so với lại các bạn mà cũng đi làm công ty thì có lẽ là cũng sẽ nhàn hơn một xíu, bởi vì làm thì giờ hành chính thôi và thứ bảy chủ nhật thì em được nghỉ, nên là nếu như mà có cái câu chuyện là sau này anh với em và cùng bấm nút chẳng hạn, thì nếu mà có những cái chuyện tiến tới quan hệ hẹn hò chẳng hạn, thì là em nghĩ rằng là có thể sắp xếp được khoảng thời gian từ thứ bảy đến chủ nhật thì có thể gặp. Có, dạ. Sắp xếp được. Dạ được. Yeah. Thực ra thì câu chuyện của anh thì có những cái khó khăn, tức là anh đang gặp những cái khó khăn. Thực sự mà nói thì nó là một chút trở ngại, một chút khó khăn trong việc là đi thêm một bước nữa. Thì không biết là anh có chuẩn bị những cái gì cho tương lai nếu như mà mình đã có những cái câu chuyện xung quanh mình như vậy ấy. Dạ thì em thì nhà thì cũng có rồi mà. Dạ. Dạ thì bây giờ chỉ có hai vợ chồng, nếu mà tiến tới thì cùng nhau đi làm về ấy thôi. Còn thu nhập của anh bây giờ thì cũng ổn định, cũng lo được cho gia đình 4-5 người. À, dạ. Vấn đề là bây giờ em có chuẩn bị tâm lý cho đứa con gái chưa? Dạ, tâm lý cho con gái thì nó nhỏ quá không biết gì đâu. Con em cũng chưa biết, dạ. Cũng vẫn phải chuẩn bị tâm lý cho con á. Vấn đề là bây giờ nè, em ở nhà với ai? Với mẹ, với con gái thôi đúng không? Dạ. À, nhà tại Bình Dương luôn. Ý, nhà quận 12. Nhà quận 12 luôn. Dạ. À. Rồi em đang làm công việc tại quận 12 luôn. Dạ. Còn em gái làm ở Bình Dương. Dạ đúng. Bình Dương mà ở với ai? Em thì hiện thì em ở tại công ty của em, với công ty thì có bố trí nhà cho người lao động sống. À. Dạ. Nghĩa là em là vào Bình Dương có một mình em thôi. À dạ đúng rồi ạ. Ừ, bao nhiêu năm rồi? Khoảng tầm hơn 4 năm ạ. À, dạ. Anh nghĩ là nếu như mà hai em tìm hiểu với nhau, dạ, mà hợp đó, ừ, thì chúng ta cũng nên về quận 12, ở đó cũng có nhiều điều kiện để phát triển nữa. Dạ. Với lại nhà thì cũng ai cũng đơn chiếc, chỉ có hai bà cháu thôi. Ừ. À, em trai Quân thì cũng đi làm suốt luôn rồi. Dạ. À, điều đó cũng rất là hợp lý. Nếu như mà em đồng ý thì anh nghĩ rằng Quân rất là hạnh phúc đúng không? Dạ. Bây giờ anh nói thật là đối với người đối diện em có rung động gì chưa? Dạ cũng có. Em có rồi đúng không? Dạ. Em có thích cô gái ngồi trước mặt mình không? Có đúng không? Dạ. Bây giờ nè, mình bước tới mình nói những gì mà tận trái tim của mình đi. Hai bạn cũng lớn rồi, đủ để có thể đưa ra quyết định chính đáng, chính xác ha. Rồi bước tới đi, nói sao cho cô ấy tin mình thôi. Quan trọng là nói làm sao để cô ấy có thể nghĩ đây là một bờ vai để mình tựa vào, một trụ cột của gia đình để lo cho cô ấy được rồi. Nắm tay nè, nắm tay em đứng lên đi cưng bé. Thì đến với chương trình thì anh cũng mong muốn là tìm được một nửa cho mình, thì hôm nay gặp được em đây cũng là một cái duyên, thì anh nghĩ chúng ta nên cho nhau một cái cơ hội. Dạ, cảm ơn anh. Thì em thấy là cũng có duyên thì mới gặp mặt. Ngày hôm nay thì đến đây thì câu chuyện của anh thực sự là rất là xúc động, và bản thân em thì đến bây giờ thì cũng vẫn còn rất là nghĩ rất là nhiều ạ. Để mà đưa ra ngay quyết định là như thế nào thì cũng thực sự là em vẫn còn khá là ngổn ngang. Thì em hy vọng rằng là sau em sẽ bấm chuông, em hy vọng là sau khi mà nhấn chuông thì nếu mà tìm hiểu thêm mà phát triển được mối quan hệ thêm thì em cũng hy vọng là em và anh cũng như là em bé thì có một cái kết thúc tốt. Còn nếu như không thì em cũng hy vọng rằng là mình sẽ có thể chia sẻ những cái vấn đề về cuộc sống với nhau trong tương lai. Thì tại vì có mọi người ở đây ngày hôm nay thì câu chuyện thì câu chuyện của anh thì thực sự rất là cảm động. Và ngày hôm nay thì em cũng có vẫn bấm chuông, vẫn là cho cả hai cơ hội. Tuy nhiên là câu chuyện sau này thì cũng còn phụ thuộc vào cả hai nữa. Dạ. Vậy là hiểu vấn đề rồi đó. Tức là bạn gái đã mở lòng rồi đó cưng. Hãy nắm bắt cái cơ hội này nghe. Rồi về ghế đi các bạn. Tôi đưa ra quyết định cuối cùng. Nếu thật sự chúng ta rung động, chúng ta hãy bấm nút. Bấm nút để cho nhau cơ hội, bấm nút để tiến xa hơn nha. Mình đừng bấm nút vì bất kỳ điều gì cả. 1, 2, 3. Bấm mạnh đi. Ủa, như nó bị dính rồi, cái đó bị dính rồi Linh này. Bên đó đó. Nãy không mở ra. Rồi, ok. Rồi, chúc mừng các bạn. Nào, hãy cùng nắm tay nhau, hãy cùng vượt qua mọi thử thách trong cuộc sống. Ngoài kia vẫn còn sóng gió, vẫn còn ngổn ngang đó, nhưng chúng ta biết đoàn kết với nhau, kết hợp với nhau sẽ xóa đi tất cả mọi cái ngổn ngang đó, sắp xếp lại cuộc đời của mỗi người để cho nó hoàn thiện hơn nha. Cái này cho Vân nói xíu nha. Hoàn cảnh này á, chị nói em nghe nè, bé gái á, bé gái dễ lấy lòng của nó lắm luôn. Mình tại vì thực ra nó thiếu mẹ, nó rất là cần cái hơi ấm của mẹ đó. Thành ra là cái chị nghĩ là với em á, là cái việc em chinh phục bé gái đó nó không phải là khó đối với em. Chị nói nghiêm túc luôn đó. Bé em thì cũng rất là dễ. Đúng không? Đó, cho nên nó rất cần cái hơi ấm của người mẹ nha. Và chị mong là em và bạn này sẽ có một kết thúc rất là tốt đẹp. Dạ, cảm ơn chị. Rồi. Quà cáp đâu, quên cả quà luôn rồi. Hôn nữa, quên hôn, phải cái hôn đầu tiên. Hôn nè. Em hơi ngượng ở trên chương trình. Không ngượng, bây giờ bạn em. Rồi, do anh xin phép hôn em một cái. Xin phép hai bên gia đình cho em được hôn bạn một cái. Hôn má đúng không ạ? Em nghĩ chắc không sao. Cảm ơn. Em á, em né cái hôn của người ta mất tiêu, người ta đang hôn mà. Em đang ngượng. Xin lỗi mọi người. Xin lỗi, phải làm lại chị. Em làm lại đi. Không, cái gì đó phải ra cái đấy. Phải song phẳng. Em hôn lại đi. Đấy. Phải ấm áp, tin tưởng, người ta vững chãi như thế. Đây là món quà của hai bạn. Dạ. Để có thể đi từ Bình Dương đến quận 12 ha. Dạ. Rồi, và ngược lại. Đây là hệ thống fitness yoga dành cho các bạn hai cái thẻ diamond. Cảm ơn chương trình ạ. Rồi, tặng cho em một bộ son môi Eureka 5 màu do thép Vina QA tặng. Còn nếu mà hai em đăng ký kết hôn thì sẽ có một món quà trị giá là 20 triệu đồng để gửi tặng cho các em nha. Này nó hơi bự để cho bạn. Rồi, chúc các bạn hạnh phúc nha. Dạ, cảm ơn chương trình ạ. Hoa đây, scooter đây. Quà của các bạn. Hãy giữ lấy. Ôi, đi xuống đi, tôi đưa hộ. Người bé quá. Em đi lên xuống rồi. Đi xuống đây. Em đi theo luôn đi. Điềm tĩnh. Chị nghĩ chắc chắn là điềm tĩnh với công việc của ảnh là anh phải điềm tĩnh, anh phải cứu người mà. Hay mà đó là hiếu thảo, biết tôn trọng gia đình, biết cung sinh nhường dưới. Nãy giờ mình yêu cầu gì đó bà thấy có đáp ứng được không? Dạ, cũng có chút anh. Khuyết điểm của bạn là gì? Hay quên tên bạn mình. Chào bạn. Mời bạn ngồi. Bạn tên gì? Dạ, em tên Nhân. Em đến từ Long An nè. Long An? Dạ. Bao nhiêu tuổi rồi bạn? Dạ em 26 tuổi. Làm nghề gì? Dạ em đang làm điều dưỡng, công tác tại bệnh viện Nguyễn Trãi anh ạ. À, con trai làm điều dưỡng cũng lạ nha. Dạ. Rồi xin mời bạn gái đi. Rồi bạn gái bước ra sân khấu. Ôi rất là dễ thương, rất là xinh. Em tên gì? Dạ tôi chị Cát Tường, cho anh Quyền Linh ạ. Em tên là Yến, năm nay em 23 tuổi ạ. Yến 23 tuổi, vậy giờ Yến đang làm công việc gì? Dạ em là nhân viên văn phòng ạ. Gì sao mà thấy e lệ? Em hơi run một chút. Run lắm hả? Bình tĩnh, không có gì run hết em mình vui, mình thoải mái nên mình đi tìm người yêu nha. Mà xinh như vậy mà chưa có người yêu hả? Công ty em làm không có bạn nam sao? Dạ có nhiều lắm chứ, nhưng mà các anh có đối tượng hết cả rồi. Dạ. Gì vậy? Trời ơi, thì còn mấy người này không có cặp mắt nhìn người, như chị là chị chọn em liền luôn á. Sao em biết chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò mà đăng ký đến đây? À, công ty cũ của em có chị Thảo rất là thích chương trình này, đặc biệt là thích cách dẫn chương trình của chị Cát Tường và anh Quyền Linh. Nên là về lục trong phòng xem là còn ai mà chưa chưa có đối tượng là bắt đầu giới thiệu. Thì chị ấy có giới thiệu để em đăng ký tham gia chương trình. À, nhưng thật sự là em cảm thấy mình muốn tìm một người để mà quen, để mà trao đổi, để yêu thương, hay là muốn tính đến chuyện hôn nhân luôn? Bây giờ yêu rồi 1-2 năm nữa cưới cũng được. 1-2 năm nữa cưới cũng được ha. 1-2 năm tới 26, tới gần 30, 1-2 năm chờ nổi không? Dạ, nổi anh. Nổi hả? Dạ. Nổi em chứ sao nổi anh? Dạ, nổi anh, tới đó cũng vừa tuổi. Nhưng mà anh hỏi nè, người ta nói làm điều dưỡng á, là phải nữ chứ sao em làm điều dưỡng? Dạ không, em là bên khoa hồi sức cấp cứu anh, nên cần phải có sức khỏe với lại... Tức là cụ thể của bạn là sao? Như là mình điều khiển máy nè, mình cấp cứu, nhồi tim. Nhồi tim tức là để cái tay lên trời nhồi vậy đó hả? Dạ, đây là cần phải có sức khỏe anh. Nhưng mà lý do sao bạn vào cái nghề này? Cũng tình cờ thôi anh, đến bệnh viện rồi thấy mấy anh đó làm, thấy cũng thích, rồi chọn nghề. Thích hả bạn? Dạ. Điều gì? Dạ, khi mà mình cứu sống được một người anh, cái cảm giác nó lạ lắm. Hạnh phúc lắm đúng không? Dạ đúng rồi. Nên là em quyết tâm theo nghề. Bạn theo nghề hồi sức cấp cứu được bao nhiêu lâu rồi? Dạ em thâm niên 6 năm anh. Cái giờ giấc làm việc của bạn sao? Giờ em cũng có lịch sẵn chị, có một cái lịch rất là lâu cả năm luôn, nên là mình có thể sắp xếp công việc được. À, có nghĩa là giờ có bạn gái mình cũng sắp xếp thời gian tìm hiểu đi chơi rồi được nha. Dạ, có lịch hết chị. Bây giờ bạn thích người bạn gái mình là người như thế nào? Em thích người bạn gái em cuộc sống giản dị thôi, từ phong cách tới lại cá tính luôn chị. Bạn bên kia có đau tim đừng lo nha. Bên đây cấp cứu 24/24. Dạ. Rồi bây giờ em thích cái mẫu người bạn trai mình là người như thế nào nè? Anh ấy là người chín chắn, điềm tĩnh. Chị nghĩ chắc chắn là điềm tĩnh, với công việc của ảnh là anh phải điềm tĩnh, anh phải cứu người mà. Hay mà đó là hiếu thảo, biết tôn trọng gia đình, biết kính trên nhường dưới. Nãy giờ mình kia yêu cầu gì đó bà thấy có đáp ứng được không? Dạ, cũng có chút anh. Dạ. Khuyết điểm của bạn là gì? Hay quên tên bạn mình. Em rất là nhiều bạn nên là thỉnh thoảng là nhắn tin lên làm tên. Mốt có nhắn tin cho bồ mình nhắn nhầm người khác hay nha? Dạ không, em rút kinh nghiệm rồi anh, em chỉ nhắn em thôi chứ không có nhắn tên. Dạ. Rồi, ưu điểm của mình là gì? Ưu điểm của em là hiểu về đồ cổ anh, em thích sưu tầm đồ cổ, cây cảnh, biết chút xíu nấu ăn. Điều... Em không thích gì người phụ nữ? Dạ em không thích người phụ nữ hút thuốc nè, cờ bạc, chỉ hai điều đó thôi. Chắc không có đâu, giờ ít người đó dạ, lắm. Dạ có chứ anh. Dạ có, cũng có dạ. Rồi. Rồi cô gái bên kia dạ. Không thích gì ở người bạn trai? Sống không có lý tưởng. Một, hút thuốc, uống rượu, tất cả các tệ nạn xã hội. Hai, thứ ba đó là không biết tôn trọng người lớn tuổi. Trời ơi, nhiều dữ vậy đó hả? Nếu mà kể theo thì dài lắm nên là... Thấy giọng ngọt ngào quá. Gì giật mình dữ vậy? Gì anh... cười hoài vậy? Không phải anh này đâu mà cười hoài. Được đó, được, bên này cũng được lắm nha. Được không? Đừng có quảng cáo không có nha. Dạ. Giờ để các Tường xem đi, xong rồi mình mở màn cho hai người nhìn nhau luôn. Rồi. Em chào chị. Thấy được nha. Được dạ. Muốn lấy vợ chưa? Mình dạ. Chờ 2-3 năm nữa được không? Dạ được chị. Được dạ. Ha. Cái tâm tốt, con người cũng tốt, đẹp trai. Ôi được á nghe. Cặp này được nè. Thôi được rồi, kéo màn lên luôn đi. Cho tao gặp luôn đi, đi về về bển luôn. Mà tôi nói tôi thấy được. Được thì giờ kéo màn lên luôn. Thì tôi nói được, đồng ý tôi là được đi. Rồi, ok. Anh cũng nôn hai người gặp quá rồi. Mở màn. Kéo màn lên. Bây giờ anh hỏi Nhân nè, mẫu người lý tưởng người bạn gái của em là gì? Hiểu được bạn trai. Hiểu bạn trai rồi dạ. Gì nữa? thích đi làm từ thiện, nó cùng sở thích, phải không? Dạ. Mập lùn cao cái đó không quan trọng anh. Dạ. Quan trọng mặt đẹp được đúng không? Dạ. Cái tâm đẹp được đúng không? Dạ. Rồi. Đấy. 2 phút. Dạ. Có quà luôn. Bởi vậy ta nói người đẹp quà cũng đẹp. Cảm ơn anh. Anh có chụp ảnh không? Có. Ồ, anh là thợ chụp ảnh đó. Vậy hả? Anh rất là thích chụp ảnh. Nhất là phong cảnh với lại con người trong đó thì Trần thấy. Dạ. Hỏi một câu thôi. Anh thích chó hay mèo? Anh thích cả hai. Ngày xưa nhà anh có một con chó rất là cưng, rồi nó sống cũng lâu lắm, rồi nó mất. Từ đó anh không có nuôi nữa. Nè, lý do gì tự nhiên gặp mặt hỏi ta thích chó hay mèo? Để em biết là anh có giống em không? Đủ ta nói ta thích heo rồi sao? Mặt nó ghét giống con mèo sao? Mặt là giống con. Vậy anh còn điều gì muốn hỏi em mà dạng như là muốn hỏi mà chưa hỏi nữa? Nếu mà đám cưới thì em sẽ chụp ảnh cưới đâu. Nãy giờ câu này nó vô nè. Câu này nãy giờ nó vô nè. Ở trên cho em. Anh thì có ý định là chụp ở vùng núi đồi thông, xong rồi mình xuống Nha Trang hay đó mình chụp ở biển. Được. Lãng mạn quá ha. Hai người lên rừng chụp đi. Nó lãng mạn, đặt răng rồi kia ha. Đu rồi cái cô gái đường xanh đu ra hai người chụp đó. Nó khác, cưới khác liền. Em có thích mặc áo dài không? Tại vì em không tự tin lắm nên là không thích áo dài lắm. Dạ. Mặc dù rất là thích. Tức là phụ nữ mặc áo dài nhìn nó mang một cái vẻ đẹp gì đó rất là Việt Nam. Còn một điều nữa, em nhìn bề ngoài thì em rất là hiền lành, dạng như nai ấy. Nhưng mà thực ra trong cũng có một con quỷ nữa. Nên là nhiều khi á, em không muốn là người ta dễ bị đánh lừa bởi vẻ bề ngoài của mình, dạng như vậy. Không sao, cái chuyện đó không quan trọng em. Em chỉ sợ sau này dạng như lỡ anh có bấm chẳng hạn, sau này anh hối hận. Dạ không hối hận. Thôi được rồi. Cái cặp này tôi ưng bụng lắm luôn rồi đó. Mặt ai cũng thấy ghét luôn rồi nha. Rồi, đặt tay lên nút đi. Cặp này luôn. Khi mà người ta biết mình là quỷ, người ta chưa có quỷ. Cặp này không bấm tôi bấm á. Chị nghĩ cho kỹ nha. Đè hai cái nút tôi bấm luôn á. Chuẩn bị. Chúng ta có 3 tiếng đếm. 1, 2. Bấm đi. 3. Cặp này tôi ưng lắm, bắt buộc phải bấm mà. Không bấm tôi nhào, tôi bấm hai cái nút luôn rồi đó. Thì ghét vừa nắm tay cái coi. Gì chưa hợp, chưa phỏng vấn là nắm tay rồi hả? Hợp ghê luôn á thầy, đó hợp. Sao bây giờ? Trời ơi. Gì vậy Linh? Dễ thương lắm rồi nha. Đám cưới mới nhờ, nhớ mời tôi đi nha. Dạ, em sẽ mời anh lên rừng. Hả? Mời chị xuống biển nha. Cặp này đẻ con thương luôn nè. Nhưng mà đẻ con nhau nuôi chung đừng có chia nha. Rồi chúng ta cho nào ở tay, chúc mừng hai bạn đi ha. Vẫn chăm sóc con tốt thì em thấy vẫn tôn trọng cái điều đó thôi. Nói chung là mình thì cũng ý kiến như bạn, nhưng mà thứ nhất là mình thấy có rất là nhiều trường hợp, ví dụ như là hai người không còn tình cảm nữa, dạ. Họ quyết định xa nhau. Thì bây giờ những cái đứa con như thế, con còn nhỏ mà họ làm như vậy thì đương nhiên là vì cái hạnh phúc của bản thân mình mà họ quên đi mất cái đứa trẻ. Bây giờ một cái đứa trẻ ví dụ như nó lớn lên thì nó sẽ rất là thiếu đi cái tình cảm của cha lẫn mẹ. Thì cái đấy là mình nói chung là cũng có hai cái suy nghĩ giống như bạn, mà cũng có một cái chút suy nghĩ và khác đi một chút xíu. Ví dụ như là hướng về đến cái đứa trẻ thơ, sau này nó sẽ thiếu đi tình cảm và nó sẽ có thể là nó sẽ lớn lên, nó sẽ bị lệch lạc hay là gì đó. Thì nói chung là mình cũng đã hiểu về cái quan điểm của bạn, thì mình nói chung cũng chia sẻ thêm một chút xíu về cái quan điểm của mình như vậy. Chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân và chào bạn gái bên kia, chào tất cả quý vị và khán giả đang theo dõi chương trình cũng như là quý vị khán giả đang theo dõi trên đài truyền hình. Em tên là Tâm, hiện em đang sinh sống tại Bình Phước. Năm nay em 29 tuổi. 29 tuổi. Dạ vâng. Tâm làm gì Tâm? Dạ em là kỹ sư máy tàu thủy ạ. À, kỹ sư máy tàu thủy ở Bình Phước luôn. Dạ không ạ, thực ra cái công việc em là công ty thì hiện tại đang ở ngoài Hải Phòng. Hải Phòng. Vâng ạ, và làm việc ở trên làm việc cho đội tàu của nước ngoài. Ở làm đó. Hải Phòng luôn. Dạ thực công việc của em thì làm việc trên những con tàu Viễn Dương. Tức là em ở Bình Phước nè. Dạ vâng ạ. Công ty em ở Hải Phòng nè. Dạ vâng đúng ạ. Em làm trên tàu Viễn Dương nè, nhưng vâng. Mà làm cụ thể ở đâu? Thực ra cái con tàu nó đi lênh đênh trên biển và đi từ nước ngoài đó. Dạ vâng đúng ạ. Rồi. Một lần đi như vậy lâu không em? Dạ, hiện tại thì như năm vừa rồi thì em đi 6 tháng. Và năm nay thì đang có công việc chuyển về Việt Nam làm. Hiện tại thì đợt tới thì em sẽ đi khoảng 4 tháng. Rồi đợt tới 4 tháng rồi sau đó là có lên bờ chưa hay là vẫn ở trên biển? Dạ có, sau 4 tháng thì sẽ lên bờ và nghỉ được 2 tháng ạ. Đấy là theo dự kiến của công ty, lịch trình của công ty ạ. Ồ vậy hả cưng? Cái cuộc đời của các bạn này cũng giống như là các thủy thủ tàu viễn dương vậy. Thì đúng rồi. Họ cứ đi vòng quanh thế giới, đi bất kỳ nơi đâu. Vâng ạ. Cứ tàu đi đâu là họ theo đó. Đó là công việc trước đây. Còn hiện tại đợt tới này thì em sẽ có một cái tàu giống như kiểu xà lan, nó gọi là transloader, là cái tàu chuyển tải. Thì nó sẽ vận chuyển hàng từ tàu lớn về tới bờ ạ, về tới nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn. Nhưng mà có nghĩa là em sẽ lên bờ đúng không? Tức là em có đi nữa không hay là sao đợt này lại ở xà lan luôn? Dạ vâng, tức là ở xà lan ấy, sau đó sẽ làm việc trên đó cũng 4 tháng, tức là hợp đồng trên bờ đúng không nè? Dạ vâng ạ. Làm ở xà lan chứ không phải trên bờ. Thì xà lan nhưng mà là ý là từ tàu lớn đi vô bờ thì có nghĩa là không phải đi lên trên biển nữa. Dạ đúng ạ. Là làm xong là cũng có thể gặp bạn gái đi chơi, ví dụ vậy hiểu không? Rồi nói hoang mang quá giờ. Cố tình ta hỏi mà. Rồi mình giới thiệu về mình đi bé yêu. Dạ, con chào cô Hồng Vân, con chào chú Quyền Linh. Con lớn lên coi nào. Con tên là Trần Thị Phương Thanh, năm nay con 30 tuổi. Hiện con đang là luật sư và công tác tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Luật sư công tác tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Công tác đoàn luật sư thành phố hả? Dạ đúng rồi, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh nhưng mà con làm cho một công ty luật. Dạ, chứ không phải làm cho đoàn luật sư. Dạ. Dạ. Rồi. Em chào anh bên đó. Chào. Sao bây giờ nghe thủy thủ tàu viễn dương lên đên trên biển vậy á, thì thấy sao, cảm giác bây giờ làm sao? Dạ, thực ra thì con cũng chưa bao giờ có cơ hội quen một cái người nào, kể cả là bạn, có một cái công việc khá là thú vị như vậy. Thủy thủ ha. Dạ. Thì... cũng hồi hộp đúng không? Cũng hồi hộp chứ bộ, đúng không? Không biết anh ấy như thế nào. Dạ, dạ. Thôi vậy bây giờ mình cứ nói trước về mình đi để cho anh ấy hình dung trước nè. Dạ. Cái tốt cái xấu của mình như thế nào, tính tình đó. Dạ. Tính con nói về điểm tốt trước nhé. Dạ. Điểm tốt thì con là người hòa đồng, hoạt bát, lanh lợi và có tư duy tích cực, biết quan tâm đến người khác và khá là độc lập trong cuộc sống. Dạ. Có trách nhiệm với gia đình. Còn điểm chưa tốt thì con công tác nữ công gia chánh á, thì con hơi chậm chạp một chút xíu. Con ăn uống cũng bị chậm. Nhiều khi đi làm mà ăn thì bắt đầu ăn cùng với mọi người, nhưng mà mọi người ăn xong mà mọi người đi ngủ dậy thì con mới ăn xong. Ăn mà ăn nhây ăn nhơi như vậy đó hả? Cái này mà xuống tàu ăn là mệt ha. Dạ đúng rồi. Ăn nhơi mà nhơi thấy ớn luôn á. Rồi em trai, điểm mạnh điểm yếu thế nào? Điểm mạnh thì thế này, em cũng là một người khá là vui vẻ, hòa đồng với bạn bè, nói chung là cũng hiền lành, tốt bụng và rất là tình cảm với mọi người. Điểm yếu? Điểm yếu thì cũng có một số điểm yếu như là lười học hoặc là lười chăm sóc bản thân mình. Và nhưng chăm sóc tàu thì tốt hơn đúng không? Vì đó là công việc của mình ạ. Thôi, ở bên sao? Đó hỏi bên thủy thủ trước đi. Nếu lên đên vậy là tình yêu như thế nào? Có mấy mối tình rồi cưng? Dạ em cũng trải qua 2 mối tình rồi ạ. Hai mối tình chính thức, một thì thời sinh viên khi mà hồi cuối năm đại học, thì đấy là mối tình đầu tiên thì cũng đã trải qua. Rồi mối tình thứ hai? Mối tình thứ hai thì cách đây cũng 2 năm, hơn 2 năm. Mình quen mấy năm? Dạ em quen được hơn 1 năm. Hơn 1 năm. Tại sao lại chia tay? Vì nói chung là cái công việc của mình thì nó cũng đi lên, nhiều. Cái thứ hai là người đầu tiên ấy thì khi mà họ không muốn mình đi xa, nên là họ quyết định dừng lại. Còn người thứ hai thì nói chung là cũng vì tình cảm đi xa, nên là cái tình cảm nó. Đúng rồi, bạn gái đó. Thực chất cái này nè, Nếu như mà mình có bạn gái mình đi 6 tháng, 4 tháng lên trên biển hoài, ở đây người ta cũng buồn, người ta nhớ, người ta thương, người ta lo. Dạ đúng rồi. Người vừa về mới gặp nhau lại tiếp tục đi 4-6 tháng nữa, lấy gì người ta không lo, hiểu không? Ghen thì không ghen, ở đó trên tàu có ai đâu cua mà ghen. Nhưng mà người ta lo. Dạ, với lại tuổi thanh xuân phụ nữ qua đi rất là nhanh luôn ha. Dạ. Rồi đó là những cái mà đã trải qua, bây giờ cố gắng làm sao nếu có một mối tình sắp tới mình chăm sóc, mình tranh thủ dành thời gian làm sao á để cho bạn gái yên tâm, bởi vì mình là đàn ông, mình có thể là trụ cột, là bờ vai vững chãi cho bạn gái dựa vào, chứ mình cứ đi suốt rồi bạn gái dựa vào ai? Ôi vậy lên bờ rồi, đi lên xà lan rồi, xà lan thùng bờ ngoại không có vô được đâu. Rồi, không phải xà lan dưới sông đâu Vân. Nói chung đâu, xà lan ở tàu lớn đi vô bờ mà, đúng không? Lấy hàng mà. Dạ đúng rồi ạ. Đúng rồi, lấy hàng từ tàu lớn chuyển vô bờ mà. Đó, yên tâm hả? Bên đây mặt xanh hết trơn trọi rồi kìa. Rồi mình nói đi, cái tình yêu của mình sao rồi cưng? Dạ, thì thực ra con thì cũng có trải qua 2 mối tình, nhưng mà con theo con đánh giá thì nó không phải là sâu đậm đâu, mà là hẹn hò tìm hiểu thôi. Sau đó thì cảm thấy là không có đủ cái tình cảm đủ lớn để mà bước sang cái giai đoạn cam kết với nhau lâu dài, thì tụi con dừng lại. Cái mối tình gần đây nhất thì là tầm tụi con lại dừng lại tầm hơn 1 năm. Hơn 1 năm rồi đúng dạ. không? Rồi vậy thôi, bây giờ hai người tìm hiểu nhau ha. Dạ. Giờ con bây giờ con muốn có một cái người đàn ông như thế nào? Dạ. Thực ra mỗi con người chúng ta thì có 3 phần, đó là thân, tâm và tuệ. Thì về phần thân thì con mong muốn một cái bạn nam là cao từ 1m75 trở lên. Trời. Dạ. Để coi chú Thủy Thủ cao mét bao nhiêu nha. Chắc chú, em là Thủy Thủ. Cao mét nhiêu vậy? Dạ, chưa được 1m70. Mét 70 hả? Dạ. Mét 70 cũng mang dài 5 tấc mới thành 75 có gì đâu. Rồi, thân nè, rồi. Từ chưa hết phần thân ạ. Chưa hết phần thân luôn. Dạ. Ý rồi. Là phải sạch sẽ dạ, và là người mà biết yêu thương bản thân, biết tự chăm sóc cho bản thân, và cái phần tâm rồi. Thì phải là người tử tế, sống vì mình và vì cộng đồng nữa, dạ, và tuệ. Dạ. Tuệ là gì nè? Tuệ thì là một người mà con rất là kỳ vọng là làm một cái công việc mà nó mang tính chất tư duy. Đầu óc, tư duy. Đúng rồi, tư duy, và tức là không bao giờ ngừng cái việc mà cải thiện bản thân mình mỗi ngày. Luôn có tư duy. Dạ đúng rồi, luôn rồi. Dạ. Nói nghe nè, phần thân, phần tâm, phần tuệ là mình mạnh phần nào? Thân là chiều cao nè. Cái này là hơi thiếu. Biết lo cho bản thân nè. Không có lo cho tao không mà. Chăm sóc bản thân thì đương nhiên là cuộc sống một mình thì chỗ nào mình cũng phải tự chăm sóc mình. Vì cái cuộc sống mà khi mà đi ra ngoài và làm việc với lại người nước ngoài, và hầu như là có một mình làm việc độc lập, nên là cái phần chăm sóc bản thân này đương nhiên là chắc chắn là em sẽ phải. Ok, mà nói chung là bạn này là phần thân là coi như mình cũng được khoảng 80% đi ha. Nhiều. Tại vì bạn này yêu cầu 1m75, mình hơn 1m7 là được rồi. Ok rồi. Rồi phần tâm có tốt giống như bạn mong muốn không? Có lẽ là tốt với bản thân, tốt với cộng đồng. Tốt đó. Tao chăm sóc cái tàu còn được mà đừng nói chi cộng đồng. Tuệ. Có làm cái nghề đầu óc có tư duy không? Kệ mình đi thủy thủ nhưng mà mình vẫn phải tư duy. Vì em làm bên kỹ thuật tàu thủy. Nên vậy là phải tư duy rồi. Tư duy rồi. Rồi như vậy là 3 phần là 90, 95% nhưng mà hơi ốm chút xíu nha. Xin lỗi nha, dạ, tại vì gia đình bên tôi luật sư đó, cho nên là tụi tôi phải đâu ra đó gạch đầu hàng rõ ràng, cái gì là nó phải đúng chứ rồi. Luật sư là không có. Nhưng tình yêu nó phải là luật đâu, tình yêu nó không mang tính luật ở đó. Biết vậy nhưng mà tụi tôi vẫn bị bệnh nghề nghiệp. Tình yêu nó đến từ trái tim mà nó có thể đến bất kỳ lúc nào và sai bất kỳ lúc nào, nó không như là luật đâu rõ ràng, đúng không? Rồi. Vâng ạ. Hơi ốm chút xíu nha. Tại vì mấy bữa nay lo lắng nhiều quá nên là sút ký. Lo gì? Lo lên chương trình ạ. Trời ơi. Không, tôi thấy vậy là được rồi. Lấy vợ xong rồi sẽ mập ra, tại để vợ chăm sóc coi sao nha. Giống như anh này hồi xưa anh hút nho mà vợ anh chăm sóc, giờ anh mới được vậy đó. Dạ. Đó. Rồi hỏi gì nữa không mà mối? Không, tôi muốn hỏi cái ba cái vụ đó thì hỏi bên đây nè. Bây giờ cái yêu cầu là phần thân rồi phần tâm với phần tuệ bên đây nè, bạn yêu cầu bạn nữ bên mẫu hình lý tưởng của em trai thế nào? Nói chung là em không yêu cầu nhiều. Ví dụ như là một người phụ nữ là phụ nữ, nữ công gia chánh, ngoan, hiền, lễ phép. Một người phụ nữ là tốt. Phụ nữ là sao? Tức là có những đặc điểm của phụ nữ, ví dụ như là một người phụ nữ phải có đặc điểm như người phụ nữ chứ. Đâu em giải thích cụ thể coi sao? Từ đó em đang giải thích á, ví dụ như là ngoan, hiền, lễ phép, tốt với mọi người, sống và làm việc đúng pháp luật, đúng hiến pháp và pháp luật, đúng không? Chứ còn gì nữa? Ủa, là phụ nữ chứ sao mà? Đó là cái tiêu chuẩn cái người phụ nữ này bạn này muốn. Thì bên tôi là có đủ hết trơn rồi đó. Tôi chưa hiểu luôn á, tôi coi người này có phụ nữ, có phải là phụ nữ không? Xích qua chút xíu coi. Hỏi tiếp nữa đi, coi đủ không? Ông tổng hợp lần ông coi lần có đủ không? Đủ, còn gì nữa không? Còn gì nữa nè. Nói chung là về ngoại hình thì cũng dễ nhìn, ưa nhìn. Và mập không cần vừa vừa là có vừa luôn. Và không ví dụ như là cao thì chiều cao thì khoảng trên 1m55. Rồi, gì nữa không? Dạ, 1m56. Nói chung vậy là đủ rồi. Vậy là đủ đấy không? Bên đây tầm 1m56 nè. Đó. Trời ơi, chào luật sư. Bác gia chú rất là có gu luôn. Rất là có gu luôn. Luật sư có gu quá. Ai cũng tưởng luật sư là phải khô cứng, là phải này kia nọ đó. Nhìn về đó là luật sư thế hệ mới. Luật sư thế hệ mới đúng không? Dạ. Phải hiện đại ha. Phụ nữ phải thật là phụ nữ nha. Dạ. Né quá phụ nữ này, nhìn vậy là thấy phụ nữ rồi. Được rồi. Bây giờ nghe anh đưa ra cái tiêu chí đó, con thấy con đáp ứng được bao nhiêu %? Dạ, con nghĩ là con đáp ứng được chắc tầm 90% đó. 90%, dạ. Tốt rồi. Con không thích điều gì ở đàn ông? Con không thích người đàn ông không có sự quyết đoán và cầu tiến. Dạ. Đây là cầu tiến ha. Rất cầu tiến luôn. Dạ, nhưng mà thầy chú cho con hỏi thăm bên đó là cái việc cầu tiến của anh ấy thể hiện như thế nào được không ạ? Trời ơi, tao đi lên trên biển bao nhiêu năm nay. Cầu tiến đó. Cầu tiến của con là thế nào? Bây giờ cái mục đích của con người mà sinh sống thì cũng chỉ là kiếm tiền. Thì ai cũng mong muốn kiếm được nhiều tiền, có một căn nhà, có một mái ấm. Thì con nghĩ là ví dụ có công việc tốt hơn, hoặc là có sau này có thay đổi công việc nào khác đó. Thì mình mục đích mình cũng chỉ là kiếm tiền để sinh nhai cho bản thân, cho gia đình. Mà vậy là cầu tiến rồi, trời, người ta lên lên trên biển bao nhiêu năm nay. Thì nãy giờ nghe nói là cầu tiến mà. Cầu tiến rồi. Tôi có nói gì đâu, nhà gái tôi đang nghe và đang thẩm thấu. Tại cô luật sư có nói giờ cho biết có cầu tiến hay không, nãy giờ nghe rồi đó, cầu tiến rồi đó. Thì cô hỏi là mục đích để coi bạn này nói như nào thôi, ông muốn gây lộn không? Tôi muốn gây với ông rồi đó. Trời đất ơi, tự nhiên bắt gây với tôi chi vậy? Thì ai biểu ông cứ xoáy vô, bé nó đang hồi hộp mà cứ xoáy vô là người ta sợ. Xích qua chút xíu coi, bự quá che hết trơn rồi. Nói nghe nè, hồi nãy nghe bạn nói là thấy bạn cầu tiến rồi đúng không? Dạ, cũng có phần cầu tiến. Rõ ràng luôn, rõ ràng chấp nhận lên đên trên biển này kia nọ kiếm tiền rồi sau phải kiếm một công việc gì để kiếm được tiền nữa để lo cho gia đình. Kiếm cô vợ, quá cầu tiến luôn. 30 năm qua tự một mình kiếm á. Dạ. Đã được cầu tiến chưa? Dạ, con thấy cũng có sự cầu tiến. Nghe thôi biết rồi. Đừng có áp đảo bên nhà tôi. Không áp đảo. Ông qua đây ông áp đảo gì bên đây? Tôi đang làm luật. Lợi không? Làm lợi không? Trời ơi, chứ làm luật bên đây, xin lỗi á. Rồi, em đang đi với ai em gái? Dạ, em đi với người bạn thân thiết của em. Rồi, bạn thân thiết cho ý kiến coi sao nè. Cặp đôi này có hợp không? Dạ, bạn cũng là học luật ạ, cũng đang là làm luật. Xin mời luật sư ạ. Dạ, xin chào tất cả quý vị trong trường quay ngày hôm nay ạ. Em tên là Cao Văn Hải, là bạn thân cùng với lại bạn Thanh đến tham dự chương trình ngày hôm nay ạ. Bây giờ em chưa rõ là anh Quyền Linh hỏi em thấy hai người này có hợp với nhau hay không? Hợp hay không? Rồi thấy bạn trai em chơi thân mà, coi thấy bạn trai với hợp với người này hay không? Dạ em nghĩ là nếu như mà để hiểu một người thì có nghĩa là cần phải có nhiều thời gian hơn nữa. Nhưng mà nếu như dựa vào những cái thông tin hoặc những cái khoảng thời gian mà tiếp xúc trong cái chương trình ngày hôm nay thì em có nhận xét sơ bộ là anh này có vẻ là rất là chân thành, rất là có nhìn có vẻ là rất là hiền hậu, về mặt về cái yếu tố như bạn Thanh nói là tâm á, thì có lẽ là đúng như những gì bạn Thanh có yêu cầu. Thì còn về việc mà có hoàn toàn phù hợp hay không thì em nghĩ là để cho hai bạn trao đổi thêm thì sẽ hiểu hơn ạ. Có nhắn nhủ bạn cho nhau cơ hội không? Thanh ơi, thì đã gặp nhau là có duyên, thì có duyên thì cứ để có duyên nó phát triển đi ha. Thì Hải nghĩ là sẽ ok đấy. Cảm ơn Hải. Trai đi với ai? Hôm nay em đi trai với một số bạn, số bạn cùng hả? Cấp 3. Rồi, mời bạn thân ý kiến nào. Rồi, một số bạn thời cấp 3 luôn á hả? Dạ, xin chào MC của chương trình và toàn thể quý vị đang xem chương trình. Thì em tên là Bích Ngọc, hiện là bạn thân có học từ cấp 3 với Tâm đến nay chắc cũng hơn 10 năm rồi. Thì em xin nhận xét về bạn gái, đó là bạn gái nhìn rất là dễ thương. Lại với những cái tiêu chí của Tâm á, thì bạn gái có thể đáp ứng được. Mình thấy hôm nay hai bạn đến với nhau, đến với chương trình này là mình thấy hai bạn cũng có duyên với nhau. Và mình mong các bạn cho nhau cơ hội để bước tiến xa hơn nữa. Còn lúc nãy bạn gái có một cái phần mà đang phân vân không biết là bạn Tâm cầu tiến như thế nào. Thì giống như là mình đã chơi với Tâm mấy chục năm rồi thì mình cũng có thể nói thêm, không phải là mình khen. Nhưng mà các bạn biết á, khi mà đi tàu về, thí dụ mình đi 9 tháng, mình về 3 tháng là những thủy thủ thường ở nhà chơi. Nhưng mà riêng Tâm là Tâm luôn luôn nghĩ ra cái gì đó để kiếm việc làm cho bản thân, để mình không bị đi sau thế hệ và luôn luôn phát triển bản thân mình. Cảm ơn. Đây là thông tin rất tuyệt vời. Một thông tin rất là hữu ích. Đúng rồi. Nào, mở rào. Bây giờ sẽ là không gian của hai bạn đó. Cứ trò chuyện để hiểu nhau nha. Vâng. Bắt đầu đi. Chào anh. Chào bạn. Mình có món quà. Dạ, em cũng có món quà tặng anh ạ. Rồi, mở ra đi xem quà là cái gì nào. Đây, để dạ. Một cái bút ạ. Dạ, mở. Không biết là món quà này có ý nghĩa như thế nào để... có một cái nhân vật mà em rất là yêu thích. Thì ông ấy có nói là tất cả những gì bạn mong muốn á, thì hãy viết nó ra. Tại vì em cũng đồng ý với quan điểm đó, bởi vì mình viết nó ra thì cũng như là một lần mình mang nó vào trong tâm trí mình khắc sâu hơn một lần. Dạ. Để nó có đường trôi đi. Cảm ơn. Dạ. Rồi, bây giờ chúng ta cảm nhận về nhau đi. Lần đầu tiên gặp mặt đối phương như thế nào đó? Nói chung là bạn có cảm nhận như thế nào về cái công việc của mình? Thực ra thì em cũng muốn hỏi thêm một chút xíu vì cái công việc này thì nó khá mới mẻ đối với em á. Anh có thể chia sẻ thêm là anh làm gì, một ngày của anh như thế nào về cái công việc đó? Trước đây thì nói cho ngắn thì là năm trước thì dạ không, ý là một ngày của anh gần đây nhất thôi, nó là cái gì? Gần đây nhất. Dạ. Gần đây nhất thì công việc của mình hiện tại mình đang ở nhà, là đang nghỉ và mình có đi tìm hiểu về cái thị trường bất động sản thôi. Chứ còn không có... Công việc ý em là ở trên tàu á, cái lần gần đây nhất anh ở trên tàu anh. Trên tàu thì ví dụ như mình là kỹ sư thì ở trên tàu thì mình sẽ đi kiểm tra các thiết bị, máy móc, sắp xếp vật tư, lên kế hoạch sửa chữa cho các bạn thợ máy thì làm việc. Và cái đó là và báo cáo hàng tuần lên cấp trên, lên công ty. Anh làm công việc như thế thì trong bao nhiêu lâu rồi ạ? Mình làm công việc đã 5 năm rồi. 5 năm. Từ cái lúc ra trường là 2014 đến bây giờ. Dạ. Còn cái công việc của bạn ấy như nào? Về bên luật sư ấy. Dạ. Thì mình cũng thấy khá là hấp dẫn với cái nghề luật sư như thế. Dạ. Bạn có thể chia sẻ một chút xíu được không? Công việc của em thì công ty em thì chuyên về tư vấn. Thì những cái công việc hàng ngày như là tư vấn đầu tư, hầu như là tư vấn của những cái... nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam thì tư vấn cho họ về những cái quy định liên quan đến rất là nhiều, như là lao động này, rồi về những cái điều kiện về những cái ngành nghề thì được phép hay không, thì nên làm như thế nào. Dạ. Thì hầu như là như thế. Còn tố tụng thì em cũng có tham gia nhưng mà gần đây thì lại ít rồi. Dạ, tại vì công ty em làm thì nó là công ty nước ngoài á, thì không có làm cái mảng đó. Trước đây thì có. Thì lúc nãy em có nghe được là anh có chia sẻ là có một cái từ khóa là anh lười. Thì anh có thể nói thêm tại sao anh lại chia sẻ cái... Có thể là ví dụ như mình lười chăm sóc bản thân. Không phải là chăm sóc về cái vẻ bề ngoài. Vì mình là người khá là đơn giản, khá là giản dị. Nên là có thể mình ví dụ như ít mua sắm, sắm sửa cho bản thân hay ví dụ như vậy. Đó là cái mà gọi là lười chăm sóc bản thân. Còn nếu mà có nói về cái vấn đề mà lười mà chăm sóc bản thân hay là tự lập để về cuộc sống hay là chăm sóc cái bản thân mình về cho sức khỏe ấy, thì mình khá là chăm chỉ luyện tập. Ví dụ như mình hiện tại thì cũng đang là một cái, có thể nói một runner. Thì mình cũng đang rất là chịu khó chạy, tập thể dục mỗi ngày để chăm sóc, nâng cao cái sức khỏe. Hai bạn nói cho nghe về quan điểm về hôn nhân gia đình với nhau. Dạ vâng. Anh trước đi ạ. Về quan điểm về hôn nhân thì bạn nghĩ như thế nào về cái vấn đề mà hiện tại bây giờ mà giới trẻ đang có một cái xu hướng đó là single mom, mẹ đơn thân đấy ạ. Thì ví dụ như trong cuộc sống bây giờ mà họ cảm thấy không hợp nhau hay là sống với nhau, có một đứa con rồi nhưng mà lại cảm thấy là mình không còn hợp nhau nữa, không còn yêu nhau nữa, và họ muốn chia tay, thì bạn nghĩ như thế nào về cái vấn đề như thế? Đầu tiên thì em đến đây thì em không nằm trong xu hướng đó rồi. Nhưng mà thực ra thì em thì em nghĩ là tư duy của em hơi mở hơn một chút xíu. Đó là nếu mà mình kết hôn, mình có con và cái cuộc sống hôn nhân đó nó không được như mình mong muốn. Vì bản chất của hôn nhân là làm cho nhau tốt đẹp lên và hạnh phúc hơn. Và nếu mà họ cảm thấy không hạnh phúc được nữa thì em nghĩ là họ có quyền để mà sai thì làm lại. Thì họ có thể vẫn chăm sóc con tốt, thì em thấy vẫn tôn trọng cái điều đó thôi. Nói chung là mình thì cũng ý kiến như bạn, nhưng mà thứ nhất là mình thấy có rất là nhiều trường hợp ví dụ như là hai người không còn tình cảm nữa, họ quyết định xa nhau. Thì bây giờ những cái đứa con như thế, con còn nhỏ mà họ làm như vậy thì đương nhiên là vì cái hạnh phúc của bản thân mình mà họ quên đi mất cái đứa trẻ. Bây giờ một cái đứa trẻ ví dụ như nó lớn lên thì nó sẽ rất là thiếu đi cái tình cảm của cha lẫn mẹ. Thì cái đấy là mình nói chung là cũng có hai cái suy nghĩ giống như bạn, và cũng có một cái chút suy nghĩ và khác đi một chút xíu. Ví dụ như là hướng về đến cái đứa trẻ thơ, sau này nó sẽ thiếu đi tình cảm và nó sẽ có thể là nó sẽ lớn lên, nó sẽ bị lệch lạc hay là gì đó. Thì nói chung là mình cũng đã hiểu về cái quan điểm của bạn, thì mình nói chung cũng chia sẻ thêm một chút xíu về cái quan điểm của mình như vậy. Thực ra em là người có tư duy tích cực và em thường nhìn thấy cái điểm tích cực cho một vấn đề. Tại vì cũng không có đứa trẻ nào hạnh phúc khi mà ba mẹ nó không hạnh phúc. Đúng rồi. Mà vẫn sống với nhau. Thì em nghĩ là như thế. Rồi còn quan điểm hôn nhân của bạn gái thế nào? Quan điểm của con thì con nghĩ là hôn nhân thì nó đi liền với hạnh phúc. Mà mình muốn được hạnh phúc á, thì hạnh phúc nó đến từ kỹ năng. Nó không phải là chuyện mà hai người gặp nhau và có một cái gì đó nó rất là thu hút lẫn nhau và cứ thế mà hạnh phúc. Thì hạnh phúc phải được xây đắp bằng cái sự đầu tiên là thấu hiểu, lắng nghe, cảm thông, chia sẻ và nhường nhịn, thì nó mới tạo ra hạnh phúc được. Và thêm một cái nữa có lẽ là chúng ta ví dụ như là hai người phải cùng nhau và thay đổi một chút xíu, để hoặc là có thể là chấp nhận, biết chấp nhận để có thể cho cái hôn nhân của chúng ta. Bên nhà gái có yêu cầu gì hôn nhân để được hạnh phúc hơn? Bên nghề nghiệp đó ông Linh đâu đó nó rất là rõ ràng đó, bàn thảo đồ các thứ. Có yêu cầu gì khi kết hôn? Con cũng muốn hỏi anh là nếu mà cái mong cầu của em á là cái việc mình có thể định cư ở thành phố, thì anh nghĩ là anh có sẵn sàng thay đổi hay là như thế nào đó không ạ? Cái đó là hầu như là khi mà mình về thì lần nào mình cũng lên thành phố tìm một cái công việc nào đó để mình có thể là cảm thấy nó phù hợp với mình hay không. Tức là mình thử xem, thử thách bản thân mình xem nó có phù hợp với mình hay không. Thì đương nhiên là cái mong muốn về dù mình có ở đâu bây giờ đi chăng nữa thì sau này thì mình cũng sẽ về thành phố, nơi mà có thể phát triển tốt nhất cho bản thân mình và cũng có thể phát triển tốt nhất cho con cái sau này. Ý con nói thành phố nào? Hồ Chí Minh. Bạn đang nói thành phố nào? Hồ Chí Minh ạ. Hồ Chí Minh đúng không? Đúng rồi. Dạ, may quá là cùng một điểm. Cùng quan điểm đó. Thôi mình nói chút xíu thì hẹn hò đi chứ nãy giờ nói chuyện toàn là công việc không. Hẹn hò sao nè? Dạ. Hẹn hò thì không biết là công việc của bạn thì chờ sau 4 tháng nữa mới hẹn được. Giờ nói bạn có ngại vấn đề đấy không? Dạ, cá nhân em chia sẻ thẳng thắn thì em rất quan ngại điều đó. Rất quan ngại không? Vì nó chắc chắn là nó sẽ trở ngại. Bởi vì em có cái quan điểm là cái tình cảm là nó phải có cái sự tương tác trực tiếp. Dạ. Mà em lại là không phải là người thích, em thích đối thoại hơn là em không thích nhắn tin ạ. Dạ. Thì... Nhưng mà bây giờ nó dĩ lỡ rồi, 4 tháng nữa mới lên bờ được, có chờ được 4 tháng không? Dạ. Con sẽ xem tiếp thêm. Nói đi. Với cái cảm xúc khi mà gặp bạn này á, như thế thì là liệu mình có thể chờ được bạn 4 tháng không? Bởi vì giờ nó là bất di bất dịch rồi, 4 tháng lại. Sau đó mới lên bờ. Dạ. Đó. Đâu chưa, giờ chưa. Bây giờ là còn nghỉ. Bây giờ thì đang nghỉ nè. Có rồi, thể chút xíu bạn ấy còn... sẽ quyết định sao? Nghĩ rằng đó, bạn nói đúng đó. Đó là một cái trở ngại. Mà nãy bạn nói đang quan ngại luôn đó. Dạ. Ha. Thôi bây giờ mình phá tan cái không khí này chút xíu đi nào. Hát hò chút xíu nào, bước tới giao lưu tình cảm đấy, nắm tay bạn gái rồi hát bài nào đó để cái bút ở đây đó, nắm tay mà cô vui án được xưa nào, nắm hai tay nhìn thẳng vào mắt và hát một bài nào đó. Anh biết bài gì ạ? Không biết mình bạn thuộc bài gì nhỉ? Mình em nói chung là người... nhạc trẻ, nhạc vàng thôi, nhạc trữ tình. Anh cứ gọi đi em theo được. Lâu đài tình ái nha. Dạ được. Thì em thích hát bài gì em hát? Anh sẽ vì em làm thơ tình ái, anh sẽ khô mây kết hình lâu đài, đợi chờ một đêm trăng nào tới, đợi chiều vàng hôn lên làn tóc, đợi một lần không gian đổi mới, đón hai đứa chúng ta mà thôi. Dạ. Đáp lại chứ. Dạ, con có song ca cùng em. Thôi được rồi. Bây giờ mỗi người nói một câu nào đó, chúng ta sẽ kết thúc cuộc nói chuyện ngày hôm nay. Nói tất cả những suy nghĩ của mình về đối phương. Rồi sau đó chúng ta sẽ trả lời bằng nút bấm. Dạ. Em thấy thì em thấy gương mặt anh khá là sáng sủa. Chiều cao anh thì em thấy cũng ổn. Dạ. Thì em cũng thấy cái sự anh trao đổi chân thành, thẳng thắn. Thì em cũng thích những cái điểm ưu điểm đó. Dạ. Cảm ơn bạn. Nói chung là mình đến đây thì cũng là một cái duyên. Có thể là mình đi vòng quanh trái đất, nhưng mà vẫn chưa gặp được một người nào đó phù hợp. Và hôm nay đến đây chương trình thì nói chung là chúng ta cũng đã gặp nhau ở đây. Thì mình sẽ thử cho nhau một cơ hội để chúng ta có thể tìm hiểu nhau. Biết đâu cái duyên nó là cái duyên tiền định. Rồi, hết thời gian. Chúng ta sẽ ra lời bằng nút bấm. Để tay vào nút bấm đi các bạn. Đây cơ. Dạ. Bây giờ mình trao đổi bây giờ cũng khá lâu và được ý kiến người thân. Các bạn hãy tự kiểm tra lại mình. Mỗi người sẽ có một cái bản lĩnh để quyết định điều đó. Có nghĩa rằng các bạn đủ sức để quyết định sau cuộc nói chuyện này. Nếu chúng ta cảm giác rung động, cảm giác đây là đối tượng để mình có thể cùng nhau đi suốt cuộc đời. Nếu các bạn cảm giác rằng là đây một nửa mảnh ghép mình cần ghép lại thì bấm nút ngay. Còn nếu không, chúng ta nhường nút bấm cho người khác. Và khi bấm nút, chúng ta phải cần có trách nhiệm với nút bấm đó. Đừng dối lòng mình, đừng bấm nút vì bất kỳ điều gì cả. Nếu chúng ta bấm nút vì bất kỳ điều gì sẽ làm được tổn thương đối tượng của mình. Chúng tôi sẽ nhắc kỹ các bạn nha. Trên hai chiếc ghế đó có rất nhiều cặp đã thành đôi, rất nhiều cặp đã sinh con đẻ cái. Và chúng tôi đều đến từ sự thật của trái tim, không vì bất kỳ điều gì cả. Nào, một, hãy làm theo trái tim. Đúng rồi. Hai, ba. Hết thời gian. Bạn gái không bấm. Bạn gái không bấm. Dạ. Nói chung là xin bắt tay được. Dạ. Chúc bạn sẽ tìm được một nửa hạnh phúc của mình. Dạ. Và có cuộc sống sau này thật tốt. Dạ. Em chúc anh vẫn yêu công việc và có thể là có một cái ngày nào đó ổn định hơn và tìm được cái người thực sự có thể hy sinh và hiểu anh nhiều hơn. Dạ. Cảm ơn bạn gái. Có thể nói chút xíu về lý do mình không bấm cho bạn trai biết. Dạ, thực ra thì cái lý do lớn nhất của con đó là cái con thực sự mong muốn cái việc mà ổn định ở đây. Tại vì con cũng bây giờ con cũng 30 tuổi rồi. Dạ, và con cái việc mà anh ấy đi cái công tác như thế thì con thấy nó thực sự rất là trở ngại cho cái việc mà chúng con xây thêm tình cảm một thời gian nữa và ổn định thêm. Dạ. Bạn gái muốn đối thoại, không muốn nhắn tin. Vâng. Đó là cái mà tôi nghĩ rằng cái điểm cách biệt của các bạn rất là lớn. Mặc dù ai cũng dễ thương cả, bạn trai rất dễ thương đó. Dạ. Mỗi người có một quan điểm ạ. Đúng rồi, đây là người đàn ông của gia đình đó. Nhưng nếu như bạn có nhiều thời gian hơn nữa thì bạn cần phải tranh thủ thời gian đó tìm người yêu đi nha. Vâng. Không có một phụ nữ nào muốn người yêu của mình đi xa cả. Dạ. Không người phụ nữ nào muốn xa người yêu mình 6 tháng trời, 4 tháng trời rồi gặp lại một chút rồi lại tiếp tục lên tàu. Đây là một điều rất là, nói như bạn gái, rất là đáng quan ngại. Công việc mà biết sao được, nhưng mà tìm cách nào đó, anh nghĩ rằng tìm cách nào đó nha. Chúc hai bạn sớm tìm một người bạn ghép của mình. Nói chung là em cũng có cái kế hoạch cho tương lai của mình. Thì nói chung là không phải là đến ví dụ như một thời gian mình sẽ về và ổn định cái công việc ở trên bờ. Đúng rồi. Ai bây giờ thì tôi nhận quà của chương trình thôi. Món quà dành cho các bạn. Có thể đi phượt, đội cái nón này nha. Còn mình còn quà. Rất thích đi phượt ạ. Đi phượt á. Thôi chúng ta sẽ là những người bạn thân với nhau nếu gặp lại nhau ha. Yeah. Một cái thẻ diamond, hệ thống fitness và yoga đến đây để tập luyện thân thể. Rồi, bộ son môi Yurika 5 màu của Nhật do thép Vina QA tặng cho bạn. Giữ lấy cây bút và ghi lại những gì, những cảm xúc trong ngày hôm nay, những gì mình làm được và chưa làm được, những cái ước mơ, những khát vọng sắp tới. Hy vọng rằng bạn sẽ làm được tất cả mọi thứ nha. Cảm ơn. Đây, bóng hoa. Cảm ơn chương trình ạ. Chúc hai bạn hạnh phúc, sớm tìm một nửa mảnh ghép của mình. Như vậy là cặp đôi đầu tiên họ là không bấm nút hẹn hò với nhau, nhưng không sao, tôi tôn trọng quyết định của họ. Họ đủ sức để đưa ra quyết định đúng với trái tim của họ. Sao tôi buồn quá à? Thì tôi cứ buồn sao trong lòng á. Có đôi khi không bấm nút lại càng tốt nữa, chứ không phải bấm nút mới tốt đâu. Thì đó, nhưng mà có những cái cuộc gặp mặt mà nếu như không bấm nút thì nó tốt hơn là bấm nút. Mối quan điểm như vậy cũng không có gì buồn đâu. Nửa bánh ghép đó trên sóng truyền hình có hàng triệu cô gái đang theo dõi, biết đâu sẽ hợp với chàng trai, và hàng triệu chàng trai biết đâu sẽ hợp với cô luật sư.